người phụ nữ sang chảnh này đã xảy ra cãi vã với một kẻ bần hèn cô ấy liền lập tức đáp trả một cách không chút nể nang nếu không có hàng triệu người dân nâng đỡ các người chả làm được cái thá gì hóa ra hai giờ trước người phụ nữ này cuối cùng cũng đến tuổi thành niên cô ấy đã mong chờ giây phút này rất lâu việc đầu tiên cô muốn làm là đi cầu hôn long tôn nhưng cô ấy cũng không bao giờ ngờ rằng người mà cô ấy thầm yêu bấy lâu lại giấu kín thân phận bằng cách giả danh làm người chuyển gạch tại công trường. Cấp dưới của anh ấy liên tục đến để thỉnh cầu anh ấy trở về, nhưng lần nào anh ấy cũng từ chối. Không may một lần anh ấy đang nghỉ ngơi thì đã bị bức tường đổ vào người. May mắn thay cơ thể anh lại không hề bị thương nặng. Sau khi tự thoát ra khỏi đống đổ nát, thư ký của vợ anh ta đã đến hiện trường. Tôi còn ưởng là sẽ nhận được giấy báo tử của anh rồi cơ. Cũng thật tiếc là anh chưa chết. Chàng trai ngay lập tức mở tập giấy ra. Hóa ra đó là một bản ly hôn. Chàng trai liền hỏi cô ấy tại sao vợ anh ấy lại muốn ly hôn. Người phụ nữ đã từ chối trả lời câu hỏi của anh ta. Cô ta còn nói nếu chàng trai chết đi thì sẽ tốt hơn. Người phụ nữ liền nói với chàng trai. Anh chỉ là một người thợ xây. Còn vợ anh giờ đã trở thành nữ ca sĩ quốc tế. Khoảng cách thân phận của họ bây giờ đã cách nhau quá xa. Nhưng điều mà nữ thư ký này không ngờ đến là bọn họ có thể đạt được như ngày hôm nay. Đều là do anh đứng đằng sau nâng đỡ. Ngay cả việc ký kết hợp đồng giữa Lâm Như và tập tập đoàn Ánh Nguyệt cũng là vì đối phương nể mặt chàng trai này nên mới đồng ý hợp tác anh và cô lâm có thân phận khác nhau một trời một vực thư rác rưởi như anh không xứng đáng với cô ấy chút nào nếu cô lâm không vì tình xưa nghĩa cũ thì ba năm trước cô ấy đã chọn ly hôn rồi chứ không thể kéo dài đến tận bây giờ chàng trai bị thư ký mắng cho một trận tơi bời hoa lá nhưng chàng trai chắc chắn đây không phải là ý của vợ anh ấy những gì thư ký chu vừa nói đều là ý của tôi trần châu tôi muốn ly hôn với anh lâm như chúng ta đã chung sống bao năm nay em nói em thích mua túi sách hàng hiệu anh cũng mua cho em em nói em thích mỹ phẩm cao cấp anh cũng mua cho em em nói em muốn trở thành một đại minh tinh được anh đã ủng hộ và nâng đỡ em bây giờ thì sao sao em lại đối xử với anh như vậy em có biết để kiếm ra tiền đáp ứng nhu cầu của em anh đã suýt chút nữa chôn vùi cái mạng này trong đống đổ nát kia còn em thì sao em nhẫn tâm nói ra những lời này còn đến tận đây bắt anh ký bản ly hôn này lâm như em nói xem em còn phải là con người không em nói đi chứ đúng đấy chúng ta không hề phù hợp với nhau sự nghiệp của tôi bây giờ đang ở đỉnh cao tương lai tôi sẽ được diễn ở buổi hòa nhạc mang tầm quốc tế buổi hòa nhạc với hàng vạn người tham dự có vô số những nhà báo nổi tiếng đến phỏng vấn sau này trước mặt rất nhiều phóng viên và người hâm mộ tôi phải giới thiệu như thế nào lẽ nào anh muốn tôi nói chồng tôi là một thợ xây ở công trường à lâm như tôi hỏi cô làm thợ xây ở công trường thì làm sao cô có biết mọi thứ cô có bây giờ đều là nhờ những đồng tiền tôi kiếm ra từ nghề thợ xây công trường này không nếu như không có tôi thì lâm như cô có được như ngày hôm nay không trần châu anh có tư cách gì mà nói những lời này cô lâm có được như ngày hôm nay tất cả là do sự nỗ lực của cô ấy chẳng liên quan gì đến anh anh nghĩ những nhà phê bình âm nhạc và hàng triệu người hâm mộ là những kẻ ngốc à nếu như cô lâm hát không hay làm sao có thể được nhiều người yêu thích như vậy đúng là một kẻ bần hèn, nên mới không hiểu gì về âm nhạc. Vậy sao thế thì được? Phạm Thanh hãy gọi giám đốc tập đoàn Ánh Nguyệt đến gặp tôi. Chỉ khoảng 5 phút nữa thôi. Xem ai là người có quyền lực thực sự. Châu Trần ban đầu tôi vốn tưởng anh tuy không có bản lĩnh. Ít nhất anh cũng là một con người tử tế. Tôi không ngờ anh lại nói những lời hão huyền như vậy. Tôi nói cho anh biết một sự thật. Để ký được hợp đồng với tập đoàn Ánh Nguyệt, chính là vương thiếu gia đã giúp tôi ở nam châu chỉ có vương thiếu gia mới có mối quan hệ và năng lực như vậy anh đã rõ chưa vốn dĩ muốn giữ lại cho anh chút thể diện nhưng mà anh lại tự hạ thấp mình như vậy một thợ xây ở công trường còn nói gọi điện cho người của tập đoàn ánh nguyệt anh thật buồn cười vương thiếu gia sao cậu ta còn không đủ tư cách lau giày cho tôi châu trần năng lực của anh thua vương thiếu gia nhưng tôi không trách anh trong xã hội này phân thua cao thấp là chuyện bình thường nhưng anh đừng ở sau lưng mà phán xét người ta anh thực sự khiến tôi kinh tởm anh đấy cô kinh tởm tôi sao còn hơn cả kinh tởm anh xứng đáng bị khinh thường chu liên mai cô im mồm cho tôi tôi đang nói chuyện với lâm như cô có quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi tôi thích xen vào đấy anh làm gì được tôi anh có giỏi thì gọi người đến đây để đánh tôi đi cái loại anh không có gì chỉ biết đi khoe khoang không phải anh nói anh sẽ gọi được người từ tập đoàn ánh nguyệt sao người đâu những người từ tập đoàn ánh nguyệt đã đến dây anh có bị mù không vậy kia rõ ràng là xe của vương thiếu ra như lâm sao cô lại ở đây tôi đang tìm cô đấy sao thế đây là người chồng mà cô nói đến sao vương thiếu nếu anh có chuyện gì muốn nói cứ nói với tôi là được rồi không có gì chả là vừa rồi bố tôi nhờ tôi tôi đi đón người của tập đoàn ánh nguyệt ở sân bay bảo tôi hãy nhanh chóng gọi cô đến để bàn chuyện ký kết cái gì tập đoàn Ánh Nguyệt đồng ý ký hợp đồng với tôi rồi sao? Đúng vậy, không phải cô vẫn luôn muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng sao? Tôi đã thành công giúp cô thực hiện ước mơ rồi. Trần Châu Anh nghe thấy rồi chứ? Hợp đồng hợp tác với tập đoàn Ánh Nguyệt là do Vương Thiếu giúp đỡ tôi. Vốn dĩ không liên quan gì đến anh. Nếu anh muốn níu kéo tôi có thể dùng cách khác. Đừng lấy lý do này để níu kéo tôi. Chỉ cần bố cậu ta đến đây thì sẽ chứng minh được thôi. Tên khốn nạn cậu đang nói gì vậy? chẳng qua vợ cậu là một người nổi tiếng nên tôi không muốn chấp vặt với cậu. Nhưng cậu cứ ở đây mà lải nhải với tôi, thì tôi sẽ cho cậu biết. Mối quan hệ của tập đoàn Ánh Nguyệt là do bố tôi tốn rất nhiều công sức mới thỏa thuận được hợp đồng này. Hợp đồng đó là cho Lâm Như để cô ấy chính thức là một đại minh tinh. Tôi đã làm rất nhiều việc cho vợ cậu mà cậu còn không biết ơn, còn dám lải nhải với tôi. Cậu không sợ bị tôi cho người đánh cậu hay sao? Vương thiếu thế là đủ rồi. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ngài. Hãy nể mặt tôi, mà bỏ qua cho anh ấy. Được rồi. Vì cô ấy nên tôi bỏ qua cho cậu. Trần Châu Anh đừng gây rối nữa. Rốt cuộc anh có đồng ý ly hôn không? Được nếu cô đã nóng lòng muốn ly hôn. Được vậy thì tôi chiều cô. Tôi mong sau khi tôi ký vào tờ đơn này thì cô sẽ không hối hận. Cầm lấy rồi cút đi. Cậu đang làm cái trò gì vậy? Anh điên à Trần Châu. Trần Châu anh có cần kích động quá lên như thế không? Trong thẻ này có một triệu đô la. Đây là phí bồi thường cho việc ly hôn của chúng ta. Anh đừng có chê ít. Mối quan hệ của chúng ta kết thúc ở đây. Cái này có tính là bố thí không? Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi chỉ lo cho anh phải sống lang thang ngoài đường, sai rồi, Lâm Như cô quá sai lầm rồi. Nếu không có tôi, thì cô mới là kẻ đang sống lang thang ngoài đường đấy. Ha ha ha. Trần Châu, cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu trông như thế nào không? Giống một con chó. Lâm Như làm sao có thể sống với một người như cậu? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đi mua một căn biệt thự đẹp nhất thành phố. Còn cậu tự lo cho cái mạng quành của mình đi. Ha ha ha. Lâm như buổi họp báo ký kết hợp đồng sắp đến rồi chúng ta mau đi chuẩn bị thôi. Long Tôn đại nhân, chuyến bay của cô Châu đã bị hoãn. Tôi đang gấp rút sắp xếp Bảo cô ấy nhanh chóng thu xếp, trực tiếp đến gặp ngài, không cần, cô bảo nhà họ Châu hãy trực tiếp đến buổi họp báo ký kết hợp đồng và hãy chuẩn bị xe cho tôi. Tối nay tôi sẽ khiến Lâm Như hối hận. Mẹ ơi, ôi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không đừng cử động. Cái lưng của mẹ bị gãy xương rồi. Mẹ đừng làm con sợ chân của mẹ cũng bị gãy rồi trời ơi đau chết mất đau không chịu được nữa rồi trần châu tên khốn nạn anh muốn giết mẹ tôi hay sao tôi đâm bà ta sao các ngươi tự lao tới trước đầu xe tôi mẹ tôi lao vào anh sao anh vừa mới bị chị tôi ly hôn giờ lại cố tình đâm vào mẹ tôi anh chắc chắn là muốn cố ý để báo thủ đúng vậy cậu chính là cố ý nói đi cậu còn lương tâm không lại còn lái xe cố ý tông vào tôi tôi không có thời gian để cãi vã với các người ở đây làm ơn tránh đường. Một thằng thợ xây hôi hám, xem ra bây giờ anh cũng cứng đầu hơn rồi. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay không có 20 triệu đền cho mẹ tôi thì chuyện này chưa xong đâu. 200 triệu chứ gì? Là 200 triệu nếu thiếu một xu anh đừng hòng rời đi. Mau nhìn hắn ta đi vừa ly hôn với con gái ta, đã đi trên một chiếc xe đẹp như vậy, chắc chắn nó đã cho cậu rất nhiều tiền. Nếu vậy thì đúng ra chiếc xe này chính là của chúng tôi. Đúng vậy album của chị tôi mới phát hành đã bán được 10 tỷ đồng. Người phụ trách tập đoàn Ánh Nguyệt còn mua cho chị tôi một căn biệt thự. Anh chắc chắn cũng được chị tôi bồi thường rất nhiều tiền. Nhanh lên mau đưa tiền đây. 200 triệu không được thiếu một đồng nào. Nếu không hôm nay đừng hòng thoát khỏi đây. Được. Tôi cho anh cái này. Gia đình lắm tiền nhiều của. Ý nghĩ mình cao quý lắm sao? Sao cậu dám chứ? Con trai mẹ ơi đau quá con không chịu được tên khốn kiếp dám đánh con trai ta xin chào anh có phải là trần châu không đúng vậy tuyệt quá xin chào anh trần tôi là người phụ trách tập đoàn ánh nguyệt anh đang ở đâu tôi lập tức đến đó ngay hãy đến buổi ký kết hợp đồng đi tôi sẽ đợi cô ở đó đi thôi tiểu thư châu vương gia đã chuẩn bị lễ đón tiếp cô Cô có muốn qua đó xem thử không? Tôi không tham gia. Tôi sẽ trực tiếp đi đến buổi họp báo ký kết hợp đồng. Cuối cùng, tôi sắp gặp được người mệnh danh là Long Tôn rồi. Tại sao giờ này cô Châu vẫn chưa đến? Người đâu mau kiểm tra chuyến bay của tập đoàn Ánh Nguyệt đi. Xem còn bao lâu nữa thì đến. Thưa ông Vương, máy bay đã hạ cánh rồi ạ. À? Vậy thì cô ấy đâu? Cô Châu nói có việc gấp nên đã đến thẳng buổi ký kết rồi. Chúng tôi cũng chưa gặp được cô ấy. Vô dụng. Người lần này đến là con gái của chủ tịch tập đoàn Ánh Nguyệt đấy. Nếu đắc tội với cô ấy, các người có chịu trách nhiệm được không? Mau nhanh chóng đến buổi ký kết đi. Vương thiếu, sao người phụ trách tập đoàn Ánh Nguyệt vẫn chưa đến? Đừng lo lắng. Bố tôi đã ra sân bay đón cô Châu rồi. Châu tiểu thư sao? Đúng vậy tập đoàn Ánh Nguyệt đặc biệt coi trọng lần hợp tác này với cô. Vì vậy người được cử đến chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Ánh Nguyệt. Cô ấy sẽ đích thân tới đây. Châu Thanh Huệ chính là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu trong nước sao? Đúng vậy chính là cô ấy. Thế thì quá tốt rồi cô Lâm. Cô Châu sẽ là người trực tiếp ký hợp đồng với cô. Điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với bước thăng tiến của cô. Tiểu thư Châu là một người rất tài năng. Năm 13 tuổi đã phát hành album nhạc do cô ấy viết. Năm nay mới 18 tuổi mà đã sở hữu doanh số bán đĩa đã đạt 100 tỷ. Nếu cô ấy có thể là cố vấn của cô Lâm, thì tương lai của cô Lâm sẽ rộng mở, chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao nữ hàng đầu thế giới. Tôi rất cảm ơn anh Vương. Không có gì mà. Mẹ nhìn kìa. Nhìn cái gì mau tìm chị con đi. Chị gái con kìa. Mẹ, Lâm Tiêu Hảo. Hai người đến đây làm gì? Con gái của ta. Để tao kể cho con nghe. Tên chồng khốn nạn của con. Đã đánh em trai con. Đúng vậy chị à. Anh ta không chỉ đánh em mà còn tông thẳng xe vào mẹ. Ôi cái lưng của tôi. Chị à, chị phải chút giận cho mẹ con em. Cô Lâm à tên vô dụng đó, bị cô đá nên sinh hận, không làm gì được cô lại quay ra gây chuyện với người thân của cô. Thật là kinh tởm. Đúng vậy, Trần Châu anh thật khốn nạn. Không được con phải đi tìm anh ấy. Đợi đã Lâm Như, hôm nay là sự kiện quan trọng của đời cô, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp thăng tiến của cô. Thế này đi, tôi sẽ cho vài người đi giải quyết anh ta vẫn là vương thiếu gia tốt bụng. Cậu vương à cậu xem gia đình chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm. Cậu cũng rất ủng hộ con gái tôi. Cậu thấy đấy Lâm Như cũng đã ly hôn. Nếu cậu vẫn còn độc thân thì tôi nghĩ hai người cũng rất hợp đấy. Nhìn đi. Lâm Như. Trần Châu tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Anh nói đi tại sao lại đánh em trai tôi? Sao cô Lâm lại đánh người ở nơi như thế này? Đúng đó, tôi nghĩ cô ấy nên giữ tư hình tượng một chút. Lâm như là người nhà cô đã đòi tống tiền tôi trước. Sao cô không tự đi hỏi hai mẹ con họ sao lại bị tôi đánh? Này đầu khốn nạn! Đừng đứng đó ăn nói vớ vẩn. Ai tống tiền cậu chứ? Đúng vậy bây giờ chị gái tôi đã là siêu sao quốc tế. Mỗi album của chị ấy có thể bán được một tỷ đồng. Chúng tôi vẫn phải đi tống tiền anh sao? anh ăn nói thật là vô căn cứ. Tên vô dụng nhà anh, cũng khá là to gan ấy. Đâm xe vào mẹ tôi, lại còn đánh tôi mà vẫn dám chạy đến đây để làm gì. Nếu cậu vẫn cố tình vu oan cho tôi, vậy tôi cho các người xem bằng chứng. Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay không đưa cho tôi 200 triệu, thì anh đừng hòng bước ra khỏi đây. 200 triệu chứ gì? Không sai là 200 triệu không được thiếu một xu. Bằng không thì hôm nay anh đừng hòng ra khỏi đây. Mẹ à, sao hai người lại? Lâm Như à, nếu ta không làm vậy, con thử nghĩ xem. Con đã phí hoài 3 năm thanh xuân của mình cho cậu ta. Đáng ra người bồi thường nên là cậu ta. Mẹ cũng chỉ đòi cậu ta vỏn vẹn có 200 triệu thôi. Như vậy được gọi là tống tiền sao? Bây giờ cô thấy rõ rồi chứ? Tôi đánh cậu ta không hề sai. Rõ ràng họ là người tống tiền tôi trước. Đúng tuy là mẹ tôi đã hành xử thô lỗ, nhưng chẳng lẽ hành động của anh Đánh người là không sai ư? Đúng vậy anh chỉ là một thợ xây hèn mọn, ở dưới đáy xã hội, không có quan hệ cũng không có tài sản, chỉ biết giải quyết vấn đề bằng cách dùng bạo lực. Hóa ra anh ta chính là chồng của cô Lâm. Trông anh ta quê mùa như thế, làm sao có thể xứng đáng đi bên cạnh cô Lâm chứ? Trần Châu Anh đánh mẹ và em trai tôi, lại còn dám vác mặt đến đây. Rốt cuộc anh muốn gì? Lẽ nào anh muốn phá hoại buổi ký kết hợp đồng của tôi sao? Anh nhất định muốn trả thù tôi hay sao? Lâm Như tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, nhưng cô chưa bao giờ biết nắm lấy nó cô muốn hỏi tại sao hôm nay tôi lại đến đây đúng không vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết hôm nay người mà tập đoàn ánh nguyệt đang tìm kiếm không phải là cô mà là tôi ngoài ra hợp đồng ký kết mà tập đoàn ánh nguyệt có ý định ký với cô chính thức bị hủy bỏ đủ rồi trần châu anh đừng làm loạn ở đây nữa cậu thật là nực cười cậu không thử nhìn lại mình đi cậu nói hủy là hủy được sao Tôi thậm chí còn đang nghi ngờ vì sao cậu có thể vào được đây. Có phải cậu đã nói với nhân viên bảo vệ cậu đến đây để giao gạch không? Hà ha, ha 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 ha. Nào để tôi giới thiệu với các vị. Đây là Trần Châu. Đã vận chuyển gạch tại các công trường với kinh nghiệm làm việc 13 năm. Tay nghề điều luyện. Kỹ năng thượng thừa. À đúng rồi. Nhà vệ sinh của ai bị tắc. Có thể tìm Trần Châu này đến giải quyết cho. Ha ha ha. Cậu ấy. Có rất nhiều tài lẻ. Việc gì cũng có thể làm. Ha 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 ha. Anh Trần Anh đã nghe thấy chưa? Anh đến đây chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Họ nhìn vào anh chỉ toàn là những ánh mắt khinh thường. Anh có biết người từ tập đoàn Ánh Nguyệt đến ký kết hợp đồng với tôi. Anh có biết cô ấy là ai không? Tất nhiên là tôi biết. Châu Thanh Huệ con gái của chủ tịch tập đoàn Ánh Nguyệt, đúng vậy. Vậy tôi hỏi anh, người lao động chân tay như anh thì liên quan gì đến cô Châu mà dám vào đây? Một cô gái mới 18 tuổi. Dù tôi có đuổi cô ấy đi, cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách đến với tôi sao tên tiểu tử này lại to gan như vậy, còn dám nói con gái của chủ tịch tập đoàn Ánh Nguyệt như vậy? Trần Châu Anh chán sống rồi sao? Anh có biết tiểu thư Châu là người cao quý thế nào không? lại còn to gan dám xúc phạm cô Châu. đợi cô ấy đến, cậu cũng không còn đường sống. được, vậy thì hãy chờ để xem, cô ấy có thể làm gì tôi? đủ rồi Trần Châu Anh đừng gây rắc rối nữa, dám mạo phạm đến Châu tiểu thư, làm gián đoạn buổi ký kết hợp đồng của tôi. đây là mục đích của anh đúng hay không? sao con người anh lại trở nên tồi tệ như vậy? Vô dụng nhếch nhác ngông cuồng. Anh có biết bây giờ bộ dạng anh trông thế nào không? Như một tên hề vô học. Tôi là một tên hề sao? Lâm như tôi và cô đã chung sống 3 năm cô vẫn coi tôi như vậy sao? Trần Châu à. Đối xử với cậu một cách tử tế đã là tốt lắm rồi. Cậu bây giờ. Đúng là một tên tồi tệ. Cậu nghe có hiểu không hả? Đợi đến khi Châu Tiểu Thư đến tôi xem cô ấy sẽ xử lý cậu như thế nào được tôi là một tên hề vậy hôm nay tôi sẽ cho các người thấy thằng hề này sẽ làm được những chuyện gì kính chào châu thanh huệ con gái chủ tịch tập đoàn ánh nguyệt rút lui đi Châu tiểu thư vẫn chưa đến mà. Các ngươi không chuyên nghiệp gì hết vậy. Ngươi cẩn thận đấy. Đừng có làm việc bất cẩn. Sao bố lại đến đây một mình? Cô Châu đâu? Đừng nói nữa. Chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra với cô Châu rồi. Họ cho biết cô Châu đã hạ cánh. Nhưng ta đã đi vài vòng sân bay. Nhưng vẫn không hề thấy cô ấy. Chuyện gì xảy ra với cô ấy được chứ? Không lẽ cô ấy đi tìm Long Tôn? Ta từng nghe tin đồn trước đây. Ba năm trước Bắc Tấn Long Tôn đã giải ngũ và dường như đang ở Nam Châu này. Long Tôn chính là người từng thống lĩnh 800 quân Long ra Bắc, rồi thoát khỏi vòng vây 3.000 dặm của địch. Nghe nói Long Tôn khi xưa chán ghét cái cảnh chết chóc giết người, nên đã giải ngũ chọn sống cuộc sống bình thường, và đã kết hôn rồi, nhưng không ngờ lại ở Nam Châu. Tất cả các nhân vật lớn có tiếng tăm ở Nam Châu đều ở đây. Liệu có khi Long Tôn cũng ở đây không? Nếu vậy thì, có khi tiểu thư Châu vừa xuống máy bay, liền đi gặp Long Tôn rồi cũng nên. Cũng không chắc lắm nhưng có thể khiến châu tiểu thư coi trọng như vậy ngoài long tôn thì còn ai nữa chứ nếu vậy nghe ba nói vậy rất có thể tối nay long tôn sẽ xuất hiện vương gia à vậy châu tiểu thư chẳng phải đến ký hợp đồng với tôi sao sao cô ấy lại đi gặp long tôn trước vậy chuyện này tôi cũng không biết tôi hiểu rồi long tôn chắc chắn đang âm thầm quan tâm đến con gái ta châu tiểu thư cũng là do long tôn mời đến đúng vậy bảo sao mà chị của em lại nổi tiếng nhanh như vậy chứ chắc chắn có long tôn đứng sau giúp đỡ chẳng trách album của lâm như lại được yêu thích đến vậy hóa ra long tôn luôn đứng ở đằng sau giúp đỡ cô nếu nói như vậy hôm nay cô lâm không chỉ đạt được hợp đồng dài hạn với tập đoàn ánh nguyệt mà còn được long tôn để ý thậm chí long tôn còn có ý muốn nên duyên với cô lâm cô lâm à cô bị long tôn đại nhân để ý rồi nhưng nếu long tôn đại nhân thích nghe cô lâm hát tại sao giờ này còn chưa xuất hiện chứ ông già bớt nói linh tinh đi chắc chắc là do tên chết tiệt này cản đường rồi bà này nên chú ý lời nói của mình đi. Thử nói xem long tôn đó cao quý như vậy. Cách hành xử và phong thái của ngài ấy chắc chắn hơn người bình thường. Dù ngài ấy có thích lâm như hát cỡ nào, thì ngài ấy cũng không thể công khai sự yêu thích đó ra cho thiên hạ biết được. Mà con gái tôi trước đó lại là người phụ nữ có gia đình, nên là ngài ấy sẽ không dám tiến tới vì sợ kẻ xấu làm ảnh hưởng đến con gái tôi. Con gái tôi sẽ bị vướng vào những tin đồn. Vì vậy để tránh bị nghi ngờ, Long Tôn đại nhân đã chọn cách từ chối xuất hiện. Đúng vậy. Cái tên khốn khiếp nhà cậu, đúng là vật cản đường của con gái tôi mà. Nếu không vì có cậu, thì con gái của tôi đã không phải chịu khổ cùng kẻ nghèo hèn như cậu. Thì giờ nó cũng đã gặp được Long Tôn đại nhân rồi. Có lẽ bây giờ, ta đã là một người có quyền cao rồi. Bà nói hay lắm nhưng chỉ đúng một nửa. Cô ấy đúng là một ca sĩ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hát hay. Tôi nâng đỡ cô ta là vì tình nghĩa vợ chồng vì muốn cô ta được thỏa mãn với đam mê của mình nhưng tôi không ngờ có một ngày tôi lại thấy hối hận vì đã làm vậy trần châu ý anh là gì ý anh nói anh chính là long tôn cao cao tại thượng trong truyền thuyết không không sai tôi chính là long tôn của bắc tấn ha 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 phải rồi chính là cậu là cậu còn không tự soi gương xem mình là thể loại gì lại còn nói mình là long tôn mọi người nghe thấy hắn nói gì không ha 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 một người lao động chân tay thấp kém còn dám ở đây ăn nói vớ vẩn bố à châu tiểu thư sắp đến rồi bố mau cho người đuổi cậu ta ra ngoài càng sớm càng tốt nếu không hắn sẽ tiếp tục gây chuyện không hay đấy người đâu lôi hắn ta ra ngoài đi tôi xem ai dám động vào anh trần cô châu cuối cùng cô cũng đến đây trước đó Tôi đã đợi cô ở sân bay suốt 8 tiếng đồng hồ. Ha 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 cô Châu có thể đến Nam Châu để thăm chúng tôi. Là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Xin hỏi cô có thể cho phép tôi bắt tay cô được không? Anh là ai? Tôi là quản lý của Lâm Như. Cô nhìn xem đây là Lâm Như. Nữ ca sĩ đầy triển vọng sau này nhất định sẽ nổi tiếng. Ha 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 ha. Châu Tiểu Thư đây là con gái tôi. Tôi là mẹ của Lâm Như. Nó là con gái ruột của tôi này châu tiểu thư tôi nói cho cô nghe con gái tôi từ nhỏ đã hát rất hay hồi nhỏ tôi đã nhìn ra sau này nó nhất định là một người có tiềm năng ha 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 phải không con trai phải 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 chị tôi hồi còn học mẫu giáo hát còn được giải đấy phải đấy ha 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 cô châu cảm ơn cô vì đã đồng ý ký hợp đồng với con gái tôi rất mong cô sau này có thể hỗ trợ nó trong công việc cô nhìn như lâm nhà tôi đi vừa có ngoại hình xinh đẹp lại còn rất tài năng con gái tôi. Thôi đủ rồi. Tôi nói tôi sẽ làm cố vấn của cô ta khi nào chứ? Không thế thì sao? Châu tiểu thư không phải cô đến đây để ký hợp đồng với tôi hay sao? Đúng tôi từng nghe danh một nữ ca sĩ trẻ họ Lâm. Nhưng nhìn với trình độ này của tôi. Muốn tôi đích thân đến để ký thì chưa đủ. Vậy Châu tiểu thư đến đây với mục đích gì? Tôi đến Nam Châu để tìm một người quan trọng. Cô Châu người cô đang nói đến. Có phải là vị nhân vật lớn kia không? đúng vậy thậm chí anh ấy còn đang ở đây ngay lúc này trần châu em đã yêu anh từ rất lâu rồi anh có cho phép em theo đuổi anh không trần châu em đã yêu anh từ rất lâu rồi anh có cho phép em theo đuổi anh không cô có thể nhưng còn phải phụ thuộc vào biểu hiện của cô tốt quá rồi trần châu Nhà em xảy ra chút chuyện. Anh giúp em xin visa xuất ngoại một chuyến được không? Yên tâm đi có tôi ở đây, không phải lo mấy vấn đề này. Cảm ơn anh Trần Châu. Thực ra lần này em tới đây định chuẩn bị một số quà mừng. Nhưng nghĩ lại thấy anh Trần Châu luôn sống khiêm tốn giản dị, nên em nghĩ những thứ đó anh sẽ không thích, vậy nên Tập đoàn Ánh Nguyệt sẽ tặng cho vợ cũ của anh một bản hợp đồng diễn trong buổi ra mắt này này châu tiểu thư sao cô lại đối xử với anh ta tử tế như vậy hợp đồng này không phải là dành cho lâm như sao chẳng lẽ trần châu chính là nhân vật lớn mà cô châu đang tìm sao đúng vậy anh trần châu chính là người mà tôi đang tìm kiếm cô châu chắc chắn cô đã nhầm lẫn gì rồi cậu ta chỉ là một thợ xây công trường thôi làm sao có thể là nhân vật lớn chứ điều này vô lý quá không thể đúng được người mà cô tìm là cậu ta sao hoàn toàn không thể hỗn sược anh trần là thần tượng của tôi nhiều năm nay Ai cho phép anh xúc phạm anh ấy như vậy? Cô Châu cô đến tìm anh Trần có việc riêng đúng không? Nhưng trước tiên hãy ký hợp đồng với cô Lâm trước nhé. Được trở thành nghệ sĩ của tập đoàn Ánh Nguyệt, đó là vinh dự của tôi. Rất mong cô có thể đồng ý ký hợp đồng hợp tác với tôi. Muốn tôi ký hợp đồng này với cô thì còn phải phụ thuộc vào ý của anh Trần xem anh ấy có đồng ý không. Cô Châu anh ấy thì có quyền gì chứ? Sao cô lại nghe lời anh ta như vậy chứ? Tôi thấy từ nãy cô dạy đời tôi hơi nhiều rồi đấy. Tôi không có ý đó. Anh Trần Châu, anh có đồng ý để em ký hợp đồng với Lâm Như không? Tôi không đồng ý. Trần Châu có phải anh cố tình làm như vậy để trả thù tôi đúng không? Chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi. Người đàn ông quê mùa như vậy, làm sao có thể quyết định được chuyện này? Việc này không thể theo ý của tôi được. Muốn trao đổi gì thì hãy nói với anh Trần. Trần Châu rốt cuộc anh có ý đồ gì? Anh muốn trả thù tôi đúng không? Tại sao tôi phải trả thù cô chứ? mặc dù tôi không biết anh làm cách nào có thể quen được châu thanh huệ nhưng anh chỉ là một kẻ nhỏ mọn anh dùng kế bẩn thỉu để trả thù tôi đúng chứ trần châu anh đúng là một kẻ tàn ác bấy lâu nay là tôi đã nhìn lầm người rồi cô lâm tôi đã nói với cô từ lâu rồi kẻ này không phải là người tốt trần châu người đúng là đồ khốn nạn ba năm qua cậu ăn bám ở gia đình tôi cậu đúng là một kẻ vô dụng chỉ tại cậu mà biết bao nhiêu người ngoài kia đã bêu dếu gia đình chúng tôi người như cậu nhà họ lâm tôi không chứa nổi một kẻ vô ơn bội nghĩa bây giờ sự nghiệp con gái tôi đang trên đà phát triển cậu lại bằng mọi cách gây khó dễ cho nó hôm nay tôi nhất định không tha cho cậu mẹ ơi bình tĩnh đi anh ta không xứng để bị mẹ đánh anh ta vừa ly hôn với chị tôi đã ngay lập tức có người mới đúng là một kẻ tồi tệ cả đời này anh chỉ biết ăn bám phụ nữ thôi sao đúng là hèn hạ hèn hạ tôi thấy cậu nên biết chừng mực đi trần châu hôm nay đến đây cậu lợi dụng cô châu để trả thù lâm như hôm ta không chấp với cậu nhưng cậu có từng nghĩ đến hậu quả chưa anh chả có quyền gì mà lên mặt dạy dỗ tôi cả tôi là vương thiếu gia của nhà họ vương đệ nhất hào môn ở nam châu kê chuyển ba đời với vô số mối quan hệ quyền lực nếu hôm nay anh dám gây chuyện với lâm như tôi sẽ khiến trần châu anh sống không yên ổn suốt quãng đời sau này vậy sao tôi nghĩ sau những lời nói này của anh thì người sống yên chính là anh cô châu giúp ta giải trừ hợp đồng ký kết với lâm như là đủ rồi thậm chí tôi còn muốn cô ta bị phong sát. Mau ban hành lệnh phong sát đối với Lâm Như đi. Cô Châu cô sẽ không nghe lời anh ta đúng không? Tôi cầu xin cô Châu. Anh ta chỉ là một thợ xây công trường thôi. Anh ta không đủ đẳng cấp để làm việc với cô. Làm sao cô có thể nghe lời anh đấy được chứ? Cô Châu, tôi nói điều này có vẻ hơi nghiêm túc một chút. Nhưng tôi không có ý gì với cô đâu. Khoan hãy nói về tên vô dụng này. Chúng ta hãy nói về Lâm Như đi. Cô ấy quả thực là một ca sĩ đầy triển vọng của đất nước trong 10 năm qua. Cô không thể chỉ dựa vào những lời nói của tên vô dụng này được, cô Châu, nếu cô bỏ lỡ cô Lâm, chắc chắn cô sẽ hối tiếc vì đã bỏ qua một người tiềm năng như vậy. Anh nói xong chưa đến lượt tôi nói. Tôi đồng ý làm theo lời của anh Trần. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Nguyệt Ánh của chúng tôi sẽ sẽ huy động tất cả các nguồn lực để tập trung phong sát Như Lâm. Sao cô lại làm như vậy? Cô Lâm muốn làm một người nghệ sĩ, trước tiên cần phải có phẩm chất đứng đắn. Không có đức hạnh thì còn gọi gì là nghệ sĩ? nhưng các người chỉ vì anh Trần xuất thân thấp kém mà lại mắng chửi anh đấy trăm điều. Xỉ nhục lăng mạ anh ấy. Chưa nói đến việc cô có năng lực cống hiến cho tập đoàn Ánh Nguyệt thế nào, chỉ riêng cái cách cô lăng mạ anh Trần. Cô mở miệng ra là nói anh ấy lao động chân tay là dân thường. Tôi hỏi cô nếu không có những người dân thường thì cái thứ âm nhạc mà cô trình diễn, ai là người xem? Đó là những người dân chính họ là người gián tiếp giúp cô kiếm tiền. Nếu không có những người đó luôn dõi theo ủng hộ cô, thì cô chẳng là cái thá gì cô châu nói rất hay không có gì tôi chỉ muốn cho đám người ngồi đáy giếng này biết thế nào là lễ độ thôi được rồi hôm nay đến đây thôi trần châu chúng ta đi thôi đi cùng với một tên quê mùa đúng là không biết giữ thể diện đợi đã cô lâm cô còn điều gì muốn nói sao châu thanh huệ cô nói đạo lý thì giỏi nhưng tôi hỏi cô, cô có tư cách gì mà đánh giá tôi như thế? Được. Cô nói nhạc cô sáng tác có mới có ý nghĩa. Vậy thì nhạc tôi hát cũng có nhiều người hâm mộ. Cô nói nhạc tôi không phải là nhạc. Cô dựa vào đâu mà hạ lệnh phong sát tôi như vậy? Đúng vậy sao cô lại phong sát cô ấy như vậy? Mỗi album của cô ấy đều đứng top trên mạng. Cô hạ lệnh phong sát Lâm Như. Nếu như lần này cô thực sự dám làm điều này, thì cô chính là đang tự nói bản thân vì chính cô cũng đang bắt nạt người khác phong sát một cách tự tiện nếu như tin này lan truyền trên mạng xã hội chính cô mới là người bị hủy hoại sự nghiệp lâm như cô thực sự nghĩ cô hát hay làm sao không thì sao được vậy thì tôi sẽ cho cô cơ hội này hát thì hát có gì mà tôi không dám chu mai chuẩn bị sân khấu đi được trần châu về việc này anh cứ yên tâm giao cho nhà họ châu em không sao đâu có tôi ở đây được mọi việc đều theo sự sắp xếp của anh trần à đúng rồi tôi nghe nói cô cũng là một nhạc sĩ giỏi Tiện thể tôi cũng muốn xem cô thể hiện. Rốt cuộc vợ cũ của tôi có trình độ đến đâu. Cảm ơn quý vị. Cô Lâm cô hát hay quá. Chị Lâm em yêu chị. Trần Châu tôi biểu diễn xong rồi. Anh còn có ý kiến gì không? Tôi không có gì để nói nữa. Nhưng điều quan trọng là trong tháng 11 nhạc của cô phát sóng có đến 8 triệu lượt xem. Nhưng cô thử xem lại dữ liệu đi. Có bao nhiêu người bấm like cho cô? Anh đã xem chưa mà nói. Lần nào livestream của Lâm Như cũng không dưới triệu like. Đặc biệt là con gái tôi là ca sĩ được rất nhiều người hâm mộ yêu thích. Nhiều like là điều hiển rồi. Sao lại nói là không ai like được? Lâm Như Không là người mà cậu có thể đánh giá được. Sao cậu không im miệng vào rồi mở to mắt ra mà nhìn đi? Chu Mai thống kê dữ liệu thế nào rồi? 8 triệu lượt like sao? Cái gì? Không thể nào. Hoàn toàn không thể. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại không có lượt like nào trên livestream của cô ấy chứ? Lâm Như cô thấy chưa? Đây chính là kết quả phản ánh năng lực của cô. Cô nói cô có 8 triệu lượt theo dõi trên mạng. Thật ra tất cả đều là con số mà tôi cho cô. Những người tương tác với cô trên mạng đều là tài khoản phụ của tôi. Tôi nói cho cô biết. Lâm Như nếu như cô không có tôi ủng hộ cô. Cô cũng chỉ là một người vô danh trên mạng. Vô giá trị. Cậu đang nói linh tinh gì đấy. Cậu chỉ là một thường dân. Cậu biết cái gì về âm nhạc chứ? Cậu biết gì về lưu lượng truy cập chứ? Tôi đoán là buổi livestream của chúng ta diễn ra quá đột ngột. Chưa chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy mới để xảy ra vấn đề như vậy. Đúng thế. Vừa rồi con gái tôi hát rất hay. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Mọi người hãy lấy điện thoại ra, vào ấn like cho con gái tôi đi. Làm như vậy cũng vô ích thôi. Kể cả tất cả những người có mặt ở đây like cho cô ta, cũng chỉ có đến hơn 100 lượt thích thôi. Cũng không đủ để phủ sóng độ hot của cô ta. Lâm Như, thực tế rất tàn nhẫn đúng không? Chấp nhận đi. Đúng rồi, chính là anh đứng sau ra lệnh cho cô ta. Truy cập vào dữ liệu để hách của tôi đúng không? đúng vậy chính là anh thông đồng với cô châu để làm ra chuyện vô nhân tính này hai người cố tình dìm cô lâm xuống để hủy hoại sự nghiệp của cô ấy xin lỗi cô có thể nói lại không tôi nói chính cô đã cho người dùng thủ đoạn để hủy hoại tôi đúng không xin lỗi cô lâm tôi không hề động tay vào bất cứ việc gì là do khả năng của cô có hạn nên chỉ được như vậy cô nói năng lực của tôi có hạn vậy cô lên đó hát đi tôi cũng muốn xem năng lực của cô có gì đúng vậy từ nãy cô chỉ biết đứng đó chen ép chúng tôi nếu cô nói cô có năng lực thì hãy lên đó hát đi lên đi lên đi lâm như cô nhất định muốn tự tìm đường chết sao châu tiểu thư mời cô lên hát một bài mọi người biết năng lực thật sự là gì được thôi cô đã nhìn thấy rõ sự khác biệt chưa? Lâm Tiểu Thư, năng lực đặc biệt gì chứ? Tôi thấy cô chỉ ở mức trung bình. Để tôi nói cho cô nghe. Con gái tôi hát hay hơn cô nhiều. Lâm Như rốt cuộc ai hát hay hơn? Dữ liệu trên hệ thống sẽ cho chúng ta biết. Thư ký Chu Cô có dám kiểm tra không? Kiểm tra thì kiểm tra. Chỉ một bài hát. Mà đã có hơn 3 triệu lượt thích. Con số đó so với của cô Lâm cô còn gì để nói nữa không? 3 triệu lượt thì sao? Chừng nào cô còn ở bên cạnh Trần Châu kia thì chừng đó chưa ngóc đầu lên được. Lâm như cô nghĩ mình cao quý sao? Cô nghĩ mình hơn anh ấy sao? Thật đáng tiếc là. Từ giờ cô sẽ không nhận được sự yêu ái của Trần Châu nữa. Tiểu Lý mau giúp tôi phong sát người nghệ sĩ tên là Lâm Như. Trên toàn mạng xã hội trong vòng 3 phút tới. Dám xúc phạm Trần Tiên Sinh. Đây là cái dám mà cô phải trả. Cô nói phong sát là phong sát tôi có hàng triệu người hâm mộ theo dõi trên internet làm sao cô có thể phong sát tôi chỉ bằng một cuộc điện thoại vậy sao vậy chúng ta hãy đợi đi trần tiên sinh em đều đã làm theo những gì anh nói không quá đáng chứ cô làm rất tốt cảm ơn tên khốn lại còn cảm ơn tôi nói cho cậu biết trần châu cậu chỉ là một kẻ hành yếu đuối mà thôi cậu mượn tay người khác cậy thế bắt nạt thì có gì mà giỏi chứ tôi nói cho cậu biết Hôm nay con gái tôi chỉ cần mất đi một người hâm mộ. Tôi xem cậu còn sống nổi dưới tay tôi không? Tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu này. Cô Lâm không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa nhận được thông báo, tất cả bài hát của cô đã bị gỡ khỏi các trang mạng. Không chỉ vậy, tất cả các hợp đồng quảng cáo và tài trợ của cô đều bị hủy bỏ. Châu Thanh Huệ nói cô bị phong sát. Đó chính là sự thật. Sao có thể? Không thể như vậy được. Mau nghĩ cách đi, nhanh lên, Lâm Như lần này coi như xong rồi sức mạnh của nhà họ châu ở thượng hải không phải là những người chúng ta có thể động vào được bình tĩnh đã để tôi xem xét chuyện này cô châu lâm như là nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất của tập đoàn vương thị chúng tôi bây giờ cô phong sát cô ấy chính là muốn đối đầu với tập đoàn vương thị chúng tôi tôi khuyên cô nên rút lại lệnh này ngay lập tức nếu không sẽ lớn chuyện đấy ai cũng sẽ không có kết cục tốt đâu anh đang đe dọa tôi sao nực cười tập đoàn của anh chỉ là một công ty nhỏ ở nam châu làm sao có thể đem ra so sánh với tập đoàn của chúng tôi này châu thành huệ tôi nói cho biết cô đừng quá kiêu ngạo cô đừng tưởng vương gia chúng tôi không có chỗ dựa không ai chống lưng sao ai là người đứng ra chống lưng cho anh nói ra cho ôi nghe cô châu không biết cô đã bao giờ nghe nói đến tên tuổi của nam nhất ninh chưa nam nhất ninh sao đúng vậy là người thống trị ba tỉnh nam châu và được mệnh danh là huyết long của nam châu tôi không ngờ rằng vương gia lại có quan hệ với ông ấy nhà họ vương có thể ngang nhiên tung hoành ở nam châu nhiều năm như vậy Hóa ra là có sự hậu thuẫn của ông ấy. Dù nhà họ Châu ở Thượng Hải có thế lực lớn đến đâu, nhưng so với Nam Nhất Ninh một người gạo cội ở Nam Châu, vẫn còn kém một chút. Ý ông là gì? Tôi và ông ấy là anh em kết nghĩa, và cũng là chỗ dựa vững chắc của nhà họ Vương. Hôm nay nếu cô dám hạ lệnh phong sát Lâm Như, cũng chính là đang cắt đứt con đường kiếm tiền của nhà họ Vương tôi, cũng là cắt đứt con đường kiếm tiền của ông ấy. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô một mực làm vậy, thì hôm nay tôi sẽ khiến cô và trần châu không rời được nam châu nửa bước vậy sao tôi thấy ông bây giờ giống một con chó trung thành với chủ người nói gì cơ sao ngươi dám nói ra những lời đấy sao cậu dám xúc phạm ông ấy nói cho ngươi biết ông ấy là cha nuôi của tôi ông ấy cũng là anh em kết nghĩa với cha tôi các người có biết điều đấy có ý nghĩa gì với chúng tôi không cậu có biết ông ấy là ai không hả ai cho cậu cái can đảm mà dám xúc phạm ông ấy nghe cũng rất ghê gớm nhưng ông nghĩ tôi sợ sao theo những gì anh nói thì tôi sắp trở thành ông nội nuôi của anh rồi ý cậu là gì hả năm đó tôi giải ngũ để đến nam châu huyết long đã tập hợp mọi người lại muốn nhận tôi làm cha nuôi nhưng tôi thấy khí chất giang hồ của anh ta quá nặng nên tôi đã từ chối nhận ha 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 trần châu cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị ảo tưởng à cậu nói ông ấy muốn nhận cậu làm cha nuôi sao cậu không bị điên đấy hả ấy già mặc kệ anh ta đi cậu ta đến cả bữa cơm có rau có trứng còn chẳng mua nổi thì tin lời anh ta làm gì chứ tôi muốn xem kết cục của anh ta thế nào trần châu chuyện hắc long muốn nhận anh làm cha nuôi đừng nói tùy tiện như vậy anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy hết cứu được rồi vì cậu đã nói điều đó trước mặt rất nhiều người trần châu anh chết chắc rồi bây giờ tôi sẽ gọi cho ông ấy gọi ông ấy đến để xem ai là cha của ai tiểu tử ngươi cứ đợi đấy Thanh Phong đại nhân. Thanh Phong đại nhân xin mời uống trà. Thanh Phong đại nhân à, nếu cô có thời gian, cô có thể giúp tôi nói với ngài ấy được không? Dù không thể làm con nuôi của Long Tôn, chỉ cần gặp được ông ấy một lần cũng là vinh dự của tôi. Long Tôn gần đây vừa mới ly hôn, tâm trạng không tốt. Chờ một thời gian nữa đi. Vâng vâng. Thanh Phong đại nhân tôi xin phép gì nghe điện thoại. Chuyện gì thế? Anh Nam Anh đến đây nhanh lên. Ở đây đang có người giả làm bố nuôi của anh. Sao lại lại to gan như vậy chứ? Các người đợi đấy. Tôi sẽ đến đó trong 3 phút nữa. Thanh Phong đại nhân. Có ai đó? Đã mạo danh là cha nuôi tôi. Bây giờ tôi sẽ đến đó xem rốt cuộc là tên nào to gan như vậy. Nam Nhất Ninh ngươi ở Giang Hồ cũng có thủ có oán ai cũng có thể giả mạo được nên ông phải xem xét chuyện này cho kỹ tôi cũng không biết tên đó là ai dám giả danh cha nuôi tôi thanh phong đại nhân cô có thể chờ tôi một chút được không tôi đi xử lý rồi sẽ quay lại ngay người đâu chuẩn bị xe tiểu tử anh nam sẽ đến đây sớm thôi cậu cứ ở đây chờ chết đi anh tôi sẽ khiến cậu nhận cái kết đắng cậu trần hôm nay đúng là đi quá xa rồi cậu ta không biết là họa từ miệng mà ra sao Tất cả mọi người ở đây đều mong đợi nhà họ Vương làm trò hề đúng không? Vậy thì mọi người hãy chịu khó chờ thêm vài phút nữa. Tôi sẽ cùng mọi người chờ. Châu Thanh Huệ cô có tò mò muốn xem không? Hôm nay tôi sẽ cho cô và mọi người cùng xem nhà họ Vương biểu diễn kịch hài. Này cậu nói ai làm trò hề thế? Đừng tranh cãi với cậu ta làm gì. Đợi anh Nam đến đây. Cậu ta còn có thể làm gì được nữa? Nam Nhất Ninh có biệt danh là Huyết Long, là một người nổi tiếng trong giới võ lâm. Và gia tộc họ Nam đã thống trị Nam Châu trong nhiều năm uy thế đã ăn sâu bén rễ. Cho dù nhà họ Châu tôi cũng không dám dễ dàng chọc vào. Hôm nay anh Trần hùng hồn khẳng định, tôi cũng thấy hứng thú rồi đấy. Tôi cũng sẽ bảo bố tôi mời đến đây một vài cao thủ của nhà họ Châu, để xem rốt cuộc rốt cuộc ông ta là kẻ mạnh, hay chỉ là đội lốt kẻ mạnh, một kẻ rác rưởi như Trần Châu, mà cũng dám khinh thường huyết long sao? Tôi thấy anh đúng là giống con chuột dưới cống. Châu Thanh Huệ cô nghĩ cô có thể thoát khỏi đây hôm nay sao? Chính cô là người đã hạ lệnh phong sát tôi chuyện này nam gia sẽ đến đây tính sổ cả cô. Đấy mọi người hãy nhìn đi. Cô ta đúng là già mồm mà. Đợi khi huyết long đến. Tôi xem cô còn nói được không. Một gã đàn ông bị con gái tôi vứt bỏ. Lại được cô nhặt về nâng niu. Lại còn coi hắn như một kho báu. Ha 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 ha. Đôi cầu nam nữ các người cứ chờ đi. Sau khi huyết long đến. Trần Châu à cái tát sáng nay của anh dành cho tôi. Tôi sẽ trả lại cho anh gấp 10 lần. Nam Nhất Ninh chủ tịch tập đoàn Nam Ninh tới. là ai đang giả mạo làm cha nuôi tôi anh nam cuối cùng anh cũng đến rồi chính là tên nhóc ngông cuồng này cậu ta không một chút coi trọng ông cha à cô gái này và cả cậu ta nữa hai người họ hùa theo nhau để chặn đường kiếm tiền của nhà họ vương số tiền mà con đưa cho cha một nửa là do lâm như kiếm được bây giờ bọn họ chặn đường làm ăn của cô ấy chẳng phải là giống như tát thẳng vào mặt cha sao tôi nghe nói chính là cậu chính cậu là người đang mạo danh giả làm cha nuôi của tôi phải không ông là huyết long phải không tôi biết ông những năm trước ông từng phục vụ trong quân đội bắc kinh sau khi giải ngũ ông mở một quầy cá kiếm sống bằng nghề bán cá sau đó lại chịu tội thay cho ông chủ của tập đoàn nam ninh ở tù một vài năm sau khi ra tù lại nịnh nọt vợ của ông chủ nhờ đó mà từng bước từng bước được bà ấy nâng đỡ dần dần lên được vị trí cao trong tập đoàn Nam Ninh. Thậm chí ông còn chiếm đoạt vị trí của ông chủ. Nên bây giờ mới trở thành một người có danh tiếng như thế. Tôi nói có đúng không? Những chuyện này đều là chuyện của hơn 10 năm trước. Sao cậu lại biết một cách rõ ràng như vậy? Ông còn quỳ trước nhà của tôi ba ngày ba đêm. Cầu xin tôi chấp nhận làm cha nuôi của ông. Nếu ông đã có lòng thành như vậy, tất nhiên tôi phải biết một chút về năng lực của ông. Tiếc là con người ông toát ra quá nhiều khí chất giang hồ. Nên tôi đã không nhận. Ta không tin thằng nhóc này ngay cả chút gốc gác của ông cũng biết rõ như vậy hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu ta có vẻ như không coi ông ra gì rốt cuộc cậu có lai lịch gì tôi là cha nuôi của ông người mà ông đã quỳ ba ngày ba đêm để cầu xin lẽ nào cậu là chẳng lẽ cậu là long tôn sao cha đừng nói linh tinh cậu ta chỉ là một thợ xây ở công trường tôi nghĩ anh là một người sáng suốt nhất định sẽ nhìn ra cậu ta đang dở trò cậu ta chỉ là một thợ xây ở công trường thôi ông nam tôi chính là mẹ vợ của cậu ta Tôi có thể làm chứng. Cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng. Trong suốt 3 năm qua cậu ta ăn bám ở nhà chúng tôi. Không hề làm gì cả. Cậu ta đúng là rác rưởi. Ây ra, anh ta, vừa bị chị tôi đá. Lên là não hơi có vấn đề. Huyết Long đại nhân. Này đừng nghe những lời vô nghĩa mà anh ấy nói. Đủ rồi đừng có cãi nhau nữa. Rốt cuộc cậu ta có lý lịch như thế nào? Tại sao không ai trả lời được? Người đâu? Mau điều tra tất cả thông tin liên quan đến cậu ta cho tôi. Tôi muốn xem xem rốt cuộc cậu ta là ai." Trần Châu Anh đã nghe rõ chưa? Huyền thoại của Nam Châu người có quyền lực nhất thành phố. Cha nuôi của tôi có thể điều tra bất cứ thứ gì ông ấy muốn, không mất quá 3 phút. Bộ đồ mà cậu mặc trên người. Cả thời thơ ấu cậu mặc loại tã giấy nào? Ông ấy cũng có thể tra ra. Tôi chờ xem cậu sẽ có kết cục thảm như thế nào. Trần Châu tôi đã sớm nói với anh rồi. Xã hội thượng lưu vốn rất phức tạp, một người bình thường như anh có thể tham gia sao? Nhưng anh cứ cố chấp cứng đầu. Anh ghen tị với những gì tôi đạt được bây giờ nên cố ý muốn làm nhục tôi chứ gì? Anh ta ấy, đang cặp kè với một con cáo giả mà còn tưởng mình giỏi. Anh ta còn ra lệnh. Phong sát Lâm Như trên toàn bộ mạng xã hội. Ha ha, đợi đấy anh chờ ông nam giải quyết anh đi. Anh đừng trách chúng tôi không nể tình cũ. Chúng tôi sẽ không bao giờ cứu anh. Tôi không cần cô cứu. Lâm Như cô đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Tôi và cô đã cắt đứt quan hệ rồi. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Cô yên tâm nếu hôm nay tôi chết, tôi cũng tuyệt đối không lôi cô vào. Cũng vậy nếu tôi giàu có, tôi cũng không bao giờ bố thí cho cô nữa. Nực cười, khi nào anh mới giàu nổi chứ? Hay bây giờ anh nói anh là long tôn? Tôi khinh, nếu tôi là long tôn thì sao? Ông nam đây là đồ của ông. Cha hãy mau chóng kiểm tra xem. Tất cả thông tin chi tiết về thân phận của cậu ta. Hả, sao đây lại là hồ sơ tối mật cấp 3S? Mau xem đi. Hồ sơ của Châu Trần là bí mật tối cao. Sao lại là bí mật tối cao được chứ? Chuyện này có nghĩa là gì? Sao lại là hồ sơ bí mật tối cao? Hồ sơ bảo mật cấp 3S sao? Trần Châu rốt cuộc là ai? Tôi nghe nói ngay cả một chiến tướng 9 sao. Hồ sơ bảo mật cũng chỉ ở mức 2S. Chẳng lẽ danh tính của Trần Châu còn cao hơn cả chiến tướng 9 sao? Huyết Long đừng nói nhảm nữa. Chỉ dựa vào mối quan hệ của ông mà cũng muốn điều tra hồ sơ của tôi. Tôi nói cho ông biết. Ông không có khả năng. Trần tiên sinh. Vừa rồi là tôi thất lễ. Xin hãy lượng thứ cho tôi. Không biết danh tính thật của anh Trần là gì. Có thể cho tôi một lời gợi ý được không? Trần Châu rốt cuộc anh đã giấu tôi bao nhiêu chuyện. Tôi chỉ muốn. Đợi đã cha nuôi. Có điều bất ổn với tập hồ sơ này. Theo như tôi được biết. Hồ sơ tuyệt mật 3S. Được chia làm hai loại. Đầu tiên là người có địa vị cực cao, được mọi người kính trọng. Còn loại thứ hai là những người đã gây ra vết nhơ và tai tiếng cho quân đội, gọi là những vụ bê bối không được phô bày ra bên ngoài. Vì vậy Trần Châu chắc chắn không thể là Long Tôn. Vì vậy anh ta chắc chắn là kẻ dư thừa của quân đội thuộc loại thứ hai. Đúng vậy như vậy nghe có vẻ hợp lý hơn. Trần Châu làm sao có thể là Long Tôn được chứ? Cậu ta chắc chắn là kẻ phản bội. Trần Châu hồ sơ này nhất định là thế nào. Không sai. Hồ sơ tuyệt mật 3S quả thực được chia làm hai loại. Người có địa vị cực cao thì mọi thông tin sẽ được đưa vào tuyệt mật. Tương tự áp dụng với những kẻ phản bội với tội cực lớn bị mọi người khinh thường. Huyết Long tôi cho ông một cơ hội. Ông chọn đi. Tin tôi hay là tin cậu ta? Cha nuôi anh ta có khi đang bị tâm thần đấy. Anh ta chỉ là một thợ xây công trường đừng để bị anh ta lừa. Con im đi. Huyết Long tôi khuyên ông nên suy xét cẩn thận. Tránh chọn sai. Trước đây ông đã đánh mất một cơ hội để được theo tôi bồi dưỡng nếu là long tôn đại nhân thì mạnh mẽ và vô song lời nói có nội lực với lại trông anh ta làm sao có thể là một kẻ hạ lưu như vậy chứ còn từng là con rể của một gia tộc cha nuôi à cha phải nghe con anh ta chắc chắn không phải là long tôn nếu không thì sao suốt ngày anh ta lại đi bê gạch ở công trường chứ tiểu tử tôi đã nhìn ra thủ đoạn của cậu rồi cậu đang che mắt tôi à người đâu có ạ à? bắt cậu ta lại cho tôi Ha ha ha. Cha nuôi của con thật là sáng suốt. Đúng rồi tên tiểu tử này. Dám xúc phạm đến anh. Cậu ta còn gọi anh là chó. Rồi còn giả vờ mạo danh cha nuôi của anh. Hôm nay, nhất định phải xé xác hắn thành trăm mảnh. Trần Châu cậu đã thấy chưa? Đây chính là cái kết mà cậu nhận được khi chống lại chúng tôi. Trần tiên sinh. Châu tiểu thư không phải lo lắng. Đường đến cổng địa ngục đang trải sẵn rồi đấy. Chỉ chờ các người lần lượt xuống đó thôi đây chính là cái giá do các người tự chuốc lấy vẫn còn cứng mùng cứng miệng người đâu mau bắt hắn lại nhanh tay lên thẻ bài phù hộ bắc tần tượng trưng cho sức mạnh thiên long đang ở đây để tôi xem xem hôm nay ai dám động vào tôi tất cả mọi người lùi lại mọi người đừng cử động hãy lùi lại lùi lại đi thẻ bài này tại sao lại nằm trong tay cậu đây là món quà lưu niệm mà thiên long tặng cho tôi khi tôi ở đó món quà lưu niệm sao Thiên Long tại sao lại tặng một vật quý giá như thế cho cậu đấy làm kỷ niệm? Nếu có thì trong thiên hạ chỉ có một người. Lẽ nào là thật? Cha nuôi. Thứ đó rốt cuộc là gì? Tại sao cha lại sợ nó thế? Phù hộ Bắc Tần là phù hiệu có uy lực cao nhất của trấn Bắc Long quân. Nó có thể điều khiển và huy động hàng triệu quân trong quân đội. Nó cũng có thể dùng để ra lệnh thu hồi một khối tài sản. Chỉ cần có nó có thể điều khiển được mọi thứ. Bất kể ai cũng phải nghe lệnh vì nó thay cho mệnh lệnh của Thiên Long. Không thể nào cha nuôi à chuyện đó là không thể cậu ta chỉ là một thợ xây công trường thứ cậu ta cầm nhất định là hàng giả đúng đúng rồi trần châu ngươi mua thứ này trên mạng chứ gì chắc chắn đây là hàng giả thứ này là giả tạo đúng rồi nhất định nó là hàng giả thứ đó không có quyền lực gì hết tên khốn nạn mau cầm miệng đi sao đột nhiên ông ấy lại hành động như vậy đúng đấy này anh nam anh đang làm gì thế vương khải là con nuôi của anh đấy con nuôi của ta sao? Hôm nay ta gặp rắc rối lớn cũng là do nó. Con có làm cái gì đâu? Tôi không nhận con trai như nó. Anh nam rốt cuộc Vương Khải đã gây ra rắc rối gì? Giờ ông còn hỏi gây ra rắc rối gì ạ? À? Hừ hai người xúc phạm đến Long Tôn hết lần này đến lần khác. Lại còn gọi tôi đến đây để xử lý Long Tôn, khiến tôi mù quáng nghe theo các người. Cả hai người đã phạm phải tội lớn rồi đấy. Long Tôn sao? Không thể nào. Cậu ta không thể là Long Tôn được ông nam à ông dựa vào đâu nói cậu ta là long tôn long tôn là huyết long nam nhất ninh tham kiến long tôn long tôn không phải chứ anh nam à anh có nhầm lẫn gì không cậu ta chỉ đang cố gắng qua mắt chúng ta thôi làm sao cậu ta có thể là long tôn được chứ ây ra phải hay không phải không đến lượt ông dạy tôi hai người mới đúng là kẻ mù quáng. Hôm nay tôi suýt bị hai cha con các người giết chết. Người đâu? Mau lôi hai cha con họ vương ra khỏi đây mau. Đừng 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 đừng. Không thể làm thế với chúng tôi được. Tôi sai rồi. Nhà họ vương đã theo ngài mười mấy năm rồi. Không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay chỉ là phạm một chút sai lầm nhỏ. Xin ngài hãy cho chúng tôi một cơ hội. Cầu xin vô ích nữa. Một lũ người ngốc. Các ngươi đúng là hồ đồ. Còn ông? Lão giả ngu ngốc. Hai cha con ông. Có mắt như mù. Lại còn muốn tôi chừa cho hai người một con đường sống sao? Người đã làm ra tội lỗi. Thì đừng mong còn đường sống sót. Anh Nam chúng tôi thực sự đã sai rồi. Chúng tôi thực sự không biết anh ấy là Long Tôn. Vì vậy chúng tôi mới mắc sai lầm này. Những người khác cũng bị hiểu lầm mà. Ngay có thể tha thứ cho họ vương của chúng tôi được không? Bây giờ các ngươi mới biết hối hận sao? Muộn cả rồi long tôn đại nhân huyết long bằng lòng phụng sự long tôn tôi sẽ khiến vương gia và lâm gia biến mất khỏi nam châu ngay bây giờ lâm gia chúng tôi đâu có liên quan đến chuyện này tôi cũng chưa bao giờ có ý xúc phạm long tôn ấy ấy mẹ cô nói gia đình cô không xúc phạm đến long tôn sao nhưng cô nhìn mẹ cô nhảy dựng lên mỗi khi nói chuyện với trần châu đi long tôn đại nhân à tôi có thể bắt đầu xử lý bọn họ được chưa thật đúng là biết chớp thời cơ đổi trắng thay đen. Huyết Long ông cho rằng làm vậy thì sẽ thể hiện được lòng trung thành sao? Ông nghĩ tôi bị mù hay sao? Vừa rồi chính ông cũng muốn kéo tôi ra khỏi đây. Long Tôn Đại Nhân Tôi bị hai cha con họ mê hoặc. Tôi thấy ông chẳng bị ai mê hoặc cả. Vương gia nói tôi là một kẻ hèn mọn ông cũng tin à? Vương gia nói tôi là một kẻ lừa gạt thì ông cũng tin đúng không? Chẳng phải vương gia nói tập tin đó là giả. Ông cũng tin mà không một chút nghi ngờ nào còn gì. Nhưng tại sao? Tôi nói tôi là cha nuôi của ông sao ông không tin? Chuyện này chuyện này. Tất cả là tại cậu ta. Tại cậu ta sao? Huyết Long ông đúng là con người bị ổi. Long Tôn đại nhân, tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẵn sàng cống hiến hết toàn bộ tài sản của mình cho ngài. Tôi cầu xin Long Tôn hãy tha thứ cho tôi. Không cần ta không cần tài sản của ông. Vậy xin ngài chỉ cho con một con đường sống muốn sống thì ông đi hiến rác mạc của mình đi hiến rác mạc sao sao hả chẳng phải ông nói mình có mắt như mù sao vậy thì hãy nhường nó cho những người khác đi ông có ý kiến gì nữa không đại nhân à không thể bắt anh ấy hiến rác mạc được nếu hiến tặng thì mắt anh ấy sẽ bị mù đấy long tôn đại nhân chắc chắn là ngài đang đùa tôi ông thấy tôi có giống đùa ông không được rồi tôi sẽ hiến người đâu mau thông báo đến bệnh viện. Sáng mai tôi sẽ đến hiến rác mạc. Thưa ngài ngài thực sự muốn hiến thật sao? Tất nhiên rồi mau đi đi. Vâng. Mau tỉnh lại đi nhanh lên. Muốn sống thì mau đứng dậy cầu xin đi. Tại hạ mù quáng không biết phải trái đúng sai. Nên đã đồng ý hiến cặp rác mạc này. Cầu mong Long Tôn Đại Nhân. Tha cho tôi một con đường để sống sót. Được thôi, Long Tôn Đại Nhân. Hai cha con ta cũng thật mù quáng. Ngày mai chúng tôi cũng đi hiến rác mạc. Gì thế ba? Trong vòng 3 ngày tới tôi muốn xem rác mạc của các người. Nếu như không làm đúng sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Vâng vâng. Lâm như rác mạc của cô vẫn còn đúng không? Vẫn còn. Còn thì tốt. Vậy cô nhìn cho rõ đi. Quyền lực mà cô nói cũng đã bại dưới tay tôi. Sự giàu có đối với tôi ế như trở bàn tay. Những người chống lưng cho cô đều đã bị tôi trừng phạt. Cô cũng đã bị hạ lệnh phong sát trên toàn mạng lưới bây giờ lâm như cô còn gì để nói không trần châu anh cố tình làm ra những chuyện này đúng không rõ ràng anh có địa vị trên vạn người nhưng lại đi đóng giá một kẻ hành hạ đến với tôi và hủy hoại tương lai tôi tất cả đều do một tay anh làm ra đúng hay không đúng được trần châu vậy tôi hỏi anh trong suốt ba năm chúng ta chung sống tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ ngoài việc tôi đề nghị ly hôn với anh ra tôi đã bao giờ đối xử tồi tệ với anh chưa phải rồi cuối cùng cô vẫn là loại người có mắt như mù tôi thấy cô cũng nên đi hiến rác mạc của mình được rồi đấy chị gái anh rể mắt chị ấy kém lắm không thể hiến rác mạc được đâu chị ấy sau này còn phải đi diễn trên sân khấu nữa sau này cô ta sẽ không cần phải đi hát nữa còn cậu cậu nghĩ rằng mình không cần phải hiến sao tôi quyên góp tôi sẽ quyên góp tôi hiến tôi hiến lâm như chúng ta không quyên góp thì anh ta làm gì được chúng ta chứ ba ngày sau phải để tôi nhìn thấy rác mạc của các người nếu không hãy tự đào huyệt trôn mình đi xin lỗi châu tiểu thư đã khiến mọi thứ ở đây trở nên lộn lộ xộn long tôn hôm nay gặp được anh là tôi mãn nguyện rồi chỉ cần có long tôn chống lưng vấn đề nhà họ châu nhất định sẽ được giải quyết ai muốn đứng ra giải quyết việc nhà họ châu vậy Châu tiểu thư cô đi đâu thế? Người này là ai vậy? Cậu ta là ai mà còn dẫn cả chó vào đây? Ồ! Ở đây không ai biết tôi là ai sao? Không sao để tôi tự giới thiệu. Tống Dương Nhiên. Chủ tịch tập đoàn Sa Nhiên. Chủ tịch tập đoàn Sa Nhiên sao? Chẳng phải là tập đoàn tài chính lớn nhất ở Nam Đảo sao? Tập đoàn Sa Nhiên. Nếu nói như vậy thì... Đây chính là chủ tịch tập đoàn rồi. Chị Lâm như cứu tinh của chị đến rồi chủ tịch tập đoàn San Nhiên đây sao? Sao cậu ấy lại đến đây? Có chuyện gì vậy? Hình như mọi người không chào đón tôi thì phải. Cũng không quan trọng. Người đâu? Trao cho mỗi người ở đây 100 triệu. Nào mọi người hãy nổ một tràng pháo tay. Hay quá. Cậu thật là ai vậy? Anh ta là Dương Nhiên. Anh ta luôn muốn bằng mọi cách chiếm đoạt tập đoàn của Châu Gia. Anh ta chính là đối thủ của gia đình họ Châu. Dương nhiên anh đến đây làm cái gì chứ? Còn có thể làm gì khác chứ? Tất nhiên là đến để theo đuổi em rồi. Anh đã đợi em 3 năm rồi đấy. Cuối cùng cũng chờ được em trưởng thành. Thật khó khăn biết bao. Anh nghe nói. Bố của em yêu cầu em đến Nam Châu giúp ông ấy thực hiện một cuộc ký kết. Thế nào thành công chưa? Phù hộ bác Tần. Chủ nhân của tấm thẻ này mới là người mà Châu Tiểu Thư tôi muốn kết hôn. Long Tôn Bắc Tần sao? Chính là thủ lĩnh của truyền thuyết hạ trăm vạn quân địch sao? Chính là người đã giết ba vạn địch sao? Châu Thanh Huệ đó là món đồ của Long Tôn đúng không? Người đứng bên cạnh em chính là Long Tôn sao? Nếu vậy tôi hỏi anh anh ấy có đủ tư cách để nói chuyện với anh không? Có có có. Tất nhiên là có rồi. Châu Thanh Huệ. Tôi có thể xem nó để kiểm chứng được không? Hình như đúng là phù hộ Bắc Tấn thật rồi. Không ngờ rằng mình lại có thể gặp Long Tôn ở đây. Dương Nhiên anh đã nhìn đủ chưa vậy? Nhìn rõ rồi nhìn rõ rồi. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu tôi đeo tấm thẻ này cho con chó của tôi, sẽ có tác dụng gì nhỉ? Ha 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 ha. Cậu ta làm cái gì thế? Cậu ta bị điên rồi sao? Sao lại làm như thế? Cậu ta còn dám đeo thẻ bài đó lên cổ chó? khác nào là sỉ nhục long tôn chứ? Dương nhiên anh đang làm gì vậy? Tôi làm gì sao? Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người ở đây, nếu chỉ dựa vào một miếng thẻ bài mà có thể chứng minh được anh ta là long tôn, vậy thì bây giờ chó của tôi cũng là long tôn đại nhân rồi. Dương nhiên rốt cuộc ngươi có ý gì? Ý của tôi chẳng phải rõ ràng rồi sao? Anh chỉ là một thằng xuất thân quê mùa, cuối cùng anh chỉ là bằng một con chó mà thôi. Rất tốt rất tốt. Dương nhiên cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy. Sự thu hút của tôi sao? Tôi tưởng anh thấy con chó của tôi bị thu hút chứ. Đúng vậy tên quê mùa này. Làm sao có thể là Long Tôn được chứ? Đúng rồi anh ta chỉ xứng với một con chó của cậu dương nhiên thôi. Không đúng phù hồ Bắc Tấn chỉ có một chiếc. Nếu anh ta không phải Long Tôn, thì làm sao phù hồ Bắc Tấn có thể ở trong tay anh ta được? Tôi nói rồi. Các người đúng là có tầm nhìn hạn hẹp. Nên mới có thể. Dễ dàng bị anh ta lừa tôi thấy các ngươi cũng giống ta như một kẻ xuất thân quê mùa một tên quê mùa như anh ta xứng đáng làm long tôn sao dương nhiên anh luôn miệng nói trần châu là kẻ quê mùa anh dựa vào đâu nói vậy chứ cô nhìn thấy chưa long tôn thực sự đang nghỉ dưỡng ở biệt thự hawaii ngài ấy là người như thế nào chứ sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô la có quyền lực tối cao sau khi giải ngũ ngài ấy đã trở về tận hưởng cuộc sống từ lâu rồi làm sao ngài ấy có thể đến vùng quê hẻo lánh nam châu này được chứ chị lâm như dương nhiên anh ấy có tài khoản wechat của long tôn kìa còn có thể xem được bạn bè của ngài ấy này này tôi không chỉ nhìn thấy bạn bè của ngài ấy tôi còn có mối quan hệ cá nhân tốt với ngài ấy nữa hai ngày nữa ngài ấy về nước rồi còn hẹn tôi chơi golf phải như dương nhiên nói tính cách hành vi như thế mới đúng là long tôn đại nhân chứ đúng đấy cậu dương Tôi thấy anh ta không phải là Long Tôn đâu. Anh ta chỉ là một con chó thôi. Mới có 3 năm mà đã có người dám mạo danh Long Tôn. Có lẽ đến lúc tôi nên ra tay cho kẻ đó một bài học rồi. Dương nhiên, anh cứ mở miệng là nói Trần Châu đang mạo danh Long Tôn. Vậy tôi hỏi anh phù hổ Bắc Tấn là gì? Phù hổ Bắc Tấn vốn chỉ là một thứ đồ vật. Chỉ có các người mới mang nó đi tôn thờ như vậy. Long Tôn bây giờ sớm đã không còn quan tâm đến thứ này nữa. Ngài ấy bây giờ chỉ quan tâm đến xe sang và mỹ nhân. Ai mà còn quan tâm đến một cái lệnh bài vỡ? Tôi đã sớm nói rồi cái lệnh bài này là giả. Trần Châu Anh đúng thật là to gan. Tôi thật ngu dốt mới dễ dàng tin vào lời anh nói. Có vẻ như tôi đã đánh giá quá cao anh rồi. Trần Châu à anh cũng giỏi lắm. Cầm cái lệnh bài giả mà giao ai trước mặt tôi à? Ha 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 để tôi xem cuối cùng cậu có bị xử tội chết không? mẹ tôi nói đúng đấy tôi nghĩ anh còn bị xử cả hình phạt cắt lưỡi nữa đúng đấy con trai phải rồi cậu dương tên tiểu tử trần châu này dám mạo danh long tôn lại còn vào đây cậy quyền cậy thế để hù dọa chúng tôi cậu ta làm như vậy là đang xúc phạm long tôn cũng là đang xúc phạm cậu cậu còn chờ gì nữa hãy cử người đến dạy dỗ anh ta một trận đi ý của cậu là muốn tôi dọn dẹp anh ta sao đúng vậy tôi sẽ không chỉ giúp cậu dọn dẹp anh ta mà còn thưởng cho cậu thêm 3 tỷ nữa. Hả cái này, là thật hay giả vậy? Chỉ cần cậu sủa tiếng chó. Tôi sẽ giúp cậu. Tên khốn này bị điên hay sao? Thế nào cậu có muốn không? Gâu gâu gâu. Ha ha ha. Chó ngoan của ta, chó ngoan của ta. Nào lại đây, lại đây. Đến làm quen với anh trai của cậu đi hôm nay tôi cực kỳ vui cực kỳ là thỏa mãn tôi muốn nghe thêm vài tiếng chó sủa nữa tất cả các người ở đây có ai muốn làm chó nữa không còn ai nữa không sủa ba tiếng chó đã lấy được ba tỷ đồng chuyện tốt như vậy tội gì không làm chứ chuyện này xấu hổ quá tôi sẽ không hạ mình làm vậy để lấy ba tỷ đâu bố mau làm đi cơ hội chỉ có một thôi cơ hội được đi bên cạnh cậu dương khó kiếm lắm chẳng lẽ ba không muốn tạo mối quan hệ với cậu ấy sao cậu xong chào cậu Ông cũng muốn làm chó của tôi sao? Vâng vâng tôi sẽ làm người trung thành nhất đi bên cạnh cậu Dương. Quả là một con chó canh tốt. Người đâu thưởng cho ông ấy 3 tỷ đồng. 3 tỷ đồng trời ơi. 3 tỷ đồng thật trời ơi. Ha 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 ha. Của chúng ta của chúng ta hết. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Cha nuôi mau làm đi. Này anh Nam, mau qua đây làm chó đi. Chúng tôi đều đã làm chó rồi. Chỉ còn mỗi anh thôi đấy. Nào lão Nam, mau lại đây. Mau lên bố nuôi ơi. Nào Lâm Như con mau làm đi. Mẹ mẹ nói gì thế? Con sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Con gái ngốc à làm chó chẳng phải rất đơn giản hay sao? Dễ như thế mà đã có ngay 3 tỷ rồi. Sao con không chịu chớp lấy thời cơ thế? Mẹ à con có lòng tự trọng của mình. Con gái ngốc này Đến giờ này rồi chỉ có cậu Dương mới giúp con phát hành dược bộ album tiếp theo. Còn ai khác muốn làm cho không vậy? Mau nhanh lên. Số lượng tiền tôi chuẩn bị hôm nay có hạn đấy. Ha ha cậu Dương à. Tôi làm tôi làm. Ha ha mau đến đó đi mau lên. Tăng thêm một tỷ nữa. Cậu Dương còn tôi nữa. Tôi cũng muốn làm. Ha ha ha. Còn ai nữa không? Nhanh lên nhanh lên số lượng có hạn đấy còn ai muốn làm chó nữa không hả mau lên nào ha 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 dương nhiên anh làm loạn đủ rồi anh còn tiếp tục hùng điên đến bao giờ nữa châu thanh huệ cô có quyền gì mà cấm tôi chứ ba năm trước tôi tình cờ nhìn thấy cô lần đầu tiên trên đường phố seoul tôi đã bắt đầu theo đuổi cô theo đuổi cô từ seoul đến kyoto rồi lại từ kyoto đến nam châu trong thời gian đó tôi đã tặng cô bao nhiêu thứ tôi đã giúp nhà họ châu đặt biết bao nhiêu đơn hàng cô thử ngẫm lại đi còn cô đối xử lạ với tôi thế nào? Cô luôn câu có khó chịu với tôi. Luôn luôn là vậy. Cô lấy những món quà tôi tặng ném thẳng vào thùng rác. Châu Thanh Huệ Chính cô khiến tôi phát điên đấy. Tôi dành cho cô một con đường tốt nhưng cô không chịu đi. Là tôi bị cô ép. Chính cô buộc tôi phải chèn ép con đường làm ăn nhà họ châu. Tất cả là do cô ép tôi phải làm như vậy. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu tôi dành cho cô. Cô hiểu không? biến thái. Ha 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 ha. Biến thái tôi chính là một tên biến thái. Cô coi tôi là tên biến thái chứ gì? Được thôi tôi nói cho cô biết. Trên đường đến đây, tôi đã tìm lại được nguồn vốn của Châu Gia Cô. Bây giờ chỉ cần tôi muốn. Một cuộc điện thoại cũng khiến Châu Gia Cô phá sản. Cái gì cơ? Cô biết không ngay lúc này. Ba cô mẹ cô đều quỳ gối trước ngân hàng. Cầu xin Chủ tịch Chu cho vay tiền. Nhưng đáng tiếc là, ông Chu lại là người của tôi. Sao có thể thế được? Cô đừng cố gắng gọi làm gì vô ích thôi. Cô không ở nhà lo cho ba mẹ. Còn đến đây cùng một tên ngu ngốc để gây chuyện. Tôi thực sự không thể hiểu được. Cô đang trông chờ gì vào một kẻ ngốc như cậu ta. Cậu ta có đủ khả năng để giúp Châu ra sao. Im miệng đi. Dương nhiên tôi cho cậu 3 phút. Thu hồi tất cả những biện pháp trừng phạt cậu gây ra cho Châu ra. Và bồi thường cho Châu gia gấp 10 lần những gì cậu đã làm với họ. Nếu không thì hậu quả tự chịu. Nói lại tôi nghe. Tôi nói tôi cho cậu 3 phút, ngay lập tức thu hồi tất cả biện pháp chống lại đối với Châu gia và bồi thường cho họ gấp 10 lần những gì cậu đã gây ra cho họ. Nếu không cậu sẽ phải tự nhận lấy hậu quả thích đáng. Nghe rõ chưa hả? Anh là cái thá gì mà nói với tôi như thế? Hậu quả tự chịu. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy bốn từ hậu quả tự chịu là từ lời của cha tôi người đã chết cách đây 10 năm trước. Còn anh là cái thá gì? Dám nói với tôi như thế? Mấy con chó tôi vừa mua ở đâu rồi? Có tôi ở đây. Mau lại đây và cắn chết cậu ta đi. Cậu Dương cậu yên tâm. Tôi sẽ xử lý anh ta ngay bây giờ. Cậu Dương, anh ta thực sự rất hung dữ. Tôi thấy mình không thể làm lại anh ta. Đúng là một con chó vô dụng. Mua ngươi về để phục vụ ta mà không có chút bản lĩnh nào hết. Hãy xem xem tôi xử lý anh ta thế nào. Tôi cho cậu 3 phút để thực hiện điều tôi vừa nói. Đừng để lãng phí thời gian tôi cho cậu. Đau đau đau. Dương nhiên tôi nói cho cậu biết. Một phút tôi cho cậu đều quý giá. Vệ sĩ, vệ sĩ. Còn dám gọi người hà. Đau quá trời ơi. Trần Châu dừng tay được rồi không phải em muốn tôi giúp em giải quyết vấn đề của châu ra sao châu tiểu thư sao đột nhiên lại muốn xin cho cậu ta vậy bây giờ việc cấp bách nhất là nguồn cung vốn của châu ra sắp cạn kiệt rồi bây giờ anh chọc giận dương nhiên chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi trần châu hãy thả anh ta đi đi anh nghe thấy hậu quả chưa hả còn không mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ khiến cả châu ra và cả anh nhận hậu quả nặng nhất có thể thả cậu ra sao được thôi bây giờ hãy mau làm theo lời tôi nói đi này trần châu sao ngươi dám đánh cậu dương chứ cậu dương cậu dương cậu có ổn không tôi sẽ khiến các người phải trả giá đắt người đâu đến đi một lũ rác rưởi ra oai trước mặt tôi sao anh ta có thể hạ gục được đám vệ sĩ này chứ sao lại có thể chứ được rồi bằng mọi cách hôm nay tôi phải giết chết anh con chó của tôi nhất định anh sẽ không đánh lại được ha 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 dương nhiên à ngươi còn một phút nữa ngươi còn định trần trừ đến bao giờ ngay cả một tên trần châu mà cũng dám ra tay với cậu dương nhiên sao cậu ta không sợ chết hay sao thôi xong rồi bầu trời nam châu sắp không được bình yên rồi chị lâm như họ sắp đánh nhau lớn rồi chúng ta mau đi thôi đi thôi mau lên nhanh lên không ta muốn xem trần châu nhận kết cục như thế nào trần châu anh làm như vậy quá đủ rồi bây giờ anh cảm thấy thỏa mãn nhưng châu gia của em sẽ ra sao chứ anh có thể sẽ không sao nhưng ba mẹ em sẽ phải chết đấy ba mẹ cô nhất định sẽ phải chết châu thanh huệ hôm nay trần châu đã bẻ gãy tay tôi tôi nhất định sẽ giết hết châu ra các người để bù đắp cho những gì cậu ta đã làm với tôi còn trần châu tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh và vứt cho chó ăn tôi xem ai dám làm gì ngài ấy thanh phong đại nhân sao lại đến đây ngài ấy là vệ sĩ thân cận của long tôn đại nhân mà thanh phong đại nhân là một trong những chiến binh đạt bảy sao sao ngài ấy có thể xuất hiện ở đây chứ này con gái à không cần biết ngài ấy đến đây với mục đích gì con mau đi nịnh ngài ấy đi cô lâm ngài ấy là người thân cận của long tôn đi dò hỏi ngài ấy xem tung tích của long tôn ở đâu chúng ta nên im lặng đi bây giờ không phải là lúc chúng ta nên lên tiếng nếu không thì có thể sẽ tự rước họa vào thân đấy Thanh Phong địa nhân sao ngài lại đến đây? Long Tôn có lệnh. Yêu cầu tôi đến đây. Long Tôn ra lệnh sao? Lẽ nào là? Thanh Phong địa nhân ngài đến vừa kịp lúc. Ở đây có một con chó điên đang làm loạn. Dám mạo danh Long Tôn. Rất mong Thanh Phong địa nhân có thể giúp tôi xử lý hắn ta. Long Tôn có lệnh không một ai được phép ra khỏi đây. Thanh Phong địa nhân ngài có nhầm không vậy? Sao Long Tôn lại có ý giúp đỡ Châu ra chứ? Không đúng. Tại sao lại không được? Cậu Dương chẳng phải cậu có quy chat của Long Tôn sao? Sao không nhắn tin hỏi thử xem? Đúng đúng đúng. Mau nhắn hỏi ngài ấy xem có đúng như vậy không? Đại nhân, đây chắc chắn là một sự hiểu lầm. Đợi tôi một chút tôi sẽ giúp ngài xác nhận. Long tôn đại nhân. Ngài đã về nước chưa vậy? Tôi sẽ về đến trong ba ngày tới. Có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn ngài xác định giúp tôi một chuyện. Thanh phong đại nhân được ngài phái đến đây sao? Đúng vậy. Sao ngài lại can thiệp vào chuyện của tôi với châu gia chứ? Tôi sẽ cho cậu biết lý do vào ba ngày nữa khi tôi về nước. Bây giờ cậu hãy chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc. Mời cả châu gia đến nữa. Còn việc khác tôi sẽ tự thu xếp. Như Long Tôn đại nhân à chuyện này. Cậu Dương Ngài ấy nói sao? Thanh Phong đại nhân quả là do Long Tôn phái đến đây. Đường như Long Tôn đại nhân muốn làm người trung gian. Muốn khiêu khích tôi và châu gia. Châu Thanh Huệ coi như hôm nay cô may mắn. Mặc dù tôi biết là tại sao. Long Tôn lại có ý muốn bảo vệ gia đình cô. Nhưng tôi nói cho cô biết. Chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu. Long Tôn đã nói sẽ bảo vệ châu gia chúng tôi. Anh còn có thể làm gì nữa? Long Tôn đâu có nói là hoàn toàn đứng về phía cô. Ngài ấy chỉ có ý làm người ở giữa. Ba ngày sau tôi sẽ tổ chức tiệc chào đón ngài ấy từ Kyoto về. Lúc đó chúng ta nói chuyện này. Cũng chưa muộn. Chúng ta đi. Đi đi đi. Thanh Phong đai nhân những gì vừa nãy dương nhiên nói có đúng không? Long Tôn thật sự muốn làm người hòa giải cho hai nhà chúng tôi sao? Đúng vậy Long Tôn mời cô đến dự tiệc sau ba ngày tới. Trần Châu Anh có muốn tham dự bữa tiệc đó không? Đương nhiên là tôi phải đến rồi. Tôi muốn xem thử người mà Dương Nhiên gọi là Long Tôn này. Rốt cuộc là ai? Trần Châu hay là thôi anh cứ ở nhà đi. Đừng đi đến đó. Tại sao chứ? Tuy là hôm nay em thấy anh thực sự có năng lực. Nhưng tính khí anh quá bốc đồng nóng này. Ba ngày sau là tiệc liên quan đến sự sống chết của Châu Gia. Và Long Tôn cũng nhất định sẽ có mặt. Nếu anh đi cùng rồi gây ra chuyện gì, đến lúc đó người gánh hậu quả sẽ là Châu Gia của em. Em coi thường tôi sao? không không em không có ý đó em chỉ muốn nói là vấn đề này là của nhà họ châu hãy để bố em giải quyết vấn đề của châu ra mà bây giờ đã có long tôn đứng ra bảo vệ rồi nên em không muốn làm phiền anh nữa châu tiểu thư em nhầm rồi người mà dương nhiên nói kia là giả người đó không có khả năng đứng ra bảo vệ cho châu ra đâu theo tôi thấy người đó anh ta chỉ muốn lợi dụng chuyện này để kiếm lời thôi ba ngày sau nếu tôi không đến thì hậu quả mà châu ra phải gánh sẽ không hề nhẹ đâu nó sẽ chẳng khác nào một cái hố không đáy cho châu gia nhảy vào. Được vậy ba ngày sau chúng ta sẽ cùng đến bữa tiệc đó. Nhưng anh phải hứa với em, anh không được hành động bốc đồng như hôm nay nữa. Được thôi, này mau đi nói chuyện với Thanh Phong đại nhân đi. Chúng ta hãy giành lấy cơ hội tham gia bữa tiệc đi chứ. Mẹ à mẹ đang nghĩ gì thế? Đừng làm chuyện đáng xấu hổ nữa. Còn không mau lên. Nếu con không đi thì để ta. Ha ha. Thật phong thái. Thanh phong đại nhân tôi muốn nói một chút về bữa tiệc của long tôn lâm gia của tôi cũng có thể tham dự bữa tiệc đó đúng không lâm gia có liên quan gì mà muốn tham dự bữa tiệc của long tôn chứ đấy là ngài chưa biết thôi long tôn đại nhân là thần tượng của con gái tôi ngài ấy cũng rất hâm mộ con gái tôi đừng có cản ta bỏ ra đi đừng gây dối nữa để im để ta nói tôi nói cho ngài nghe long tôn đại nhân cực kỳ thích nghe con gái tôi hát vậy nên rất mong nhận được sự đồng ý tham gia bữa tiệc này hãy cho con gái tôi có cơ hội gặp long tôn một lần Long Tôn đại nhân, nhất định sẽ thích con gái tôi cho mà xem, đừng có kéo ta nữa. Hôm nay tôi sẽ giúp Long Tôn làm rõ một vài điều. Long Tôn chưa bao giờ thích nghe nhạc của Lâm Như, càng không thích một người không có năng lực nhưng luôn tự kiêu. Vậy thì lấy đâu ra cái chuyện Long Tôn có ý với Lâm tiểu thư đây chứ? Ngoài ra mọi chuyện diễn ra ở đây hôm nay, toàn bộ là do Long Tôn hạ lệnh, bao gồm cả lệnh phong sát cô Lâm trên toàn bộ internet. Được rồi, mọi chuyện tạm dừng ở đây. Mời mọi người trở về. Chúng ta cũng đi thôi. chết tiệt mà. Không thể nào công sức coi như đổ sông đổ bể rồi. Lão già à, ông không ra khỏi nấm mồ mà xem xem. Tôi đang phải chịu khổ nhục như thế nào. Lâm như hôm nay mà cô không được mời dự bữa tiệc thì cô chết đi. Tôi thấy cô đúng là một kẻ ăn hay. Lâm ra tôi không chứa kẻ vô dụng như cô. Tôi thật bất hạnh mà. Chị à chúng ta còn phải trả hết tiền thế chấp vào tháng tới đấy. Nếu chị không được đi hát nữa, vậy thì chúng ta lấy đâu ra tiền đủ để trả nợ chứ? Đủ rồi đừng nói nữa. Lâm Như tôi không muốn dựa vào bất cứ ai. Tôi có tài năng và năng lực tự kiếm tiền. Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, tôi không dễ gì bị đánh bại đâu. Hôm nay các người lấy đi của tôi bao nhiêu, tôi sẽ đòi lại gấp đôi. Lâm Như tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi chắc chắn sẽ khiến các người hối hận. Chị chị mau ra ăn chút gì đi chứ. nay chị gái con vẫn chưa ra ăn à? Chưa ạ, à từ hôm trở về. Chị ấy cứ nhốt mình trong phòng cả ngày. Thậm chí còn chẳng thèm ăn uống gì. Này con gái à con gái mau mở cửa ra ra ăn chút gì đó đi phải chú ý sức khỏe chứ có đẹp không anh rất đẹp Vợ à bữa sáng anh làm xong rồi này. Alo Vương Thiếu tôi nghe đây. Em ăn chút gì đó rồi hãng đi làm. Vợ à về rồi sao? Em nhìn xem. Anh đã đặc biệt chuẩn bị nó cho sinh nhật em này trần châu à em mệt rồi em muốn đi nghỉ ngơi không không thể nào tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy tôi muốn chính cô ấy nói em đến rồi đây lâm như tất cả những gì chu mai nói đều là ý của tôi trần châu tôi muốn ly hôn với anh lâm như chúng ta đã chung sống bao năm nay em nói em thích mua túi sách hàng hiệu anh cũng mua cho em em nói em thích mỹ phẩm cao cấp anh cũng mua cho em em nói em muốn trở thành một đại minh tinh được anh đã ủng hộ và nâng đỡ em Bây giờ thì sao sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có biết để kiếm ra tiền đáp ứng nhu cầu của em? Anh đã suýt chút nữa chôn vùi cái mạng này trong đống đổ nát kia. Còn em thì sao em nhẫn tâm nói ra những lời này? Còn đến tận đây. Bắt anh ký bản ly hôn này. Lâm Như. Em nói xem em còn phải là con người không? Em nói đi chứ. chính là cảm xúc này. Bài hát này chắc chắn sẽ thành công. Chắc chắn sẽ là một bản hit. Mẹ à, điện thoại của con đâu? Ấy như như à. Mau ngồi xuống đây ăn chút gì đó đi. Mẹ à, sắp muộn rồi. Điện thoại con đâu rồi? Mẹ cũng không biết nữa. Alo, tôi là Lâm Như. Đêm qua tôi đã sáng tác một bài nhạc tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ bùng nổ. Cô Lâm à thật xin lỗi nhưng công ty tôi không thể nhận bài hát từ cô. Cô hãy tìm công ty khác đi. Tiêu Tổng, tôi là Lâm Như. Đêm qua tôi vừa sáng tác một bài hát thần thánh. Chắc chắn nó sẽ trở thành một bản hit. Ây ra cô Lâm à. Cô nằm trong danh sách đen của nghệ sĩ rồi. Chúng tôi không dám nhận bài hát của cô đâu. Giang Tổng, xin ông hãy nghe tôi nói. Chị à chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là bài hát mà chị đã viết cả đêm qua bài hát này miễn là có người nhận nói chắc chắn sẽ trở thành bản hit lớn vậy con còn chờ gì nữa mau chóng gửi nó đi đi nhưng bây giờ không có bất kỳ công ty nào chịu nhận cả hôm qua châu thanh huệ đã hạ lệnh phong sát con trên toàn bộ mạng lưới rồi chắc chắn là tên khốn trần châu làm mà anh ta đúng là tên khốn mà mới sáng sớm mà mọi người đã náo nhiệt như vậy sao có chuyện gì thế sao mới sáng đã nhắc đến tên xui xẻo này rồi ây dô vương thiếu cậu không bị mù sao bà lâm à bà đang nói cái gì vậy hôm qua không phải trần châu đã nói cậu sẽ phải đi hiến giác mạc sao trần châu à bây giờ tôi là người của cậu dương anh ta là ai chứ có quyền gì mà muốn tôi làm vậy lâm như đây là viên kim cương mà cô luôn thích đúng không trước đây cô rất mong trần châu tặng nó cho cô đúng không hôm nay tôi làm việc đó thay cho anh ta vương thiếu hôm nay tôi không có nhã hứng nói chuyện này chuyện là đêm qua chị ấy đã viết một bài hát rất tâm huyết nhưng bây giờ lại không có công ty nào chịu nhận bài hát đó của chị ấy sở dĩ chuyện như vậy chính là do tên khốn trần châu đó đã nhờ châu thanh huệ hạ lệnh phong sát con gái tôi để bây giờ con gái tôi phải khổ sở như vậy bây giờ nó đã bị cấm hoạt động trên toàn mạng internet rồi vương thiếu à trước đây cậu là quản lý của nó cậu nhất định có nhiều mối quan hệ nhất định có thể giúp lâm như thoát khỏi khó khăn này cứ để đó tôi sẽ giải quyết cho vương thiếu à vừa rồi tôi đã gọi đến rất nhiều công ty nhưng họ đều từ chối phát hành bài hát này anh còn biết ai khác không? Tất nhiên là tôi có có nhiều là đằng khác. Bây giờ tôi đã làm việc cho cậu Dương nên có rất nhiều mối quan hệ. Cậu Dương là người đứng đầu tập đoàn San Nhiên đấy. Sở hữu khối tài sản gấp 10 lần nhà họ Châu. Chỉ cần cậu Dương đứng ra giúp đỡ, thì nhà họ Châu cũng chẳng làm gì được. Nhưng bây giờ tôi không có cách nào liên hệ được với Dương Nhiên. Lâm như à ba ngày sau. Là bữa tiệc chào đón Long Tôn trở về nước. Nào cô có muốn tham gia không? đây chẳng phải là thư mời tham dự tiệc sao đúng thậm chí đây còn là thư mời cho khách vip tôi đã rất cố gắng mới xin được cho cô vé mời này tôi đã phải hạ mình hết mức mới xin được đấy lâm như cô có muốn đi không vương thiếu nhưng cái này có quá lắm không ơ con gái ngốc này đây là sự ưu ái vương thiếu dành cho con còn không mau nhận lời tham dự bữa tiệc này để có cơ hội gặp cậu dương đi sao lại có chuyện tố như vậy biết vậy hôm qua con cũng đi theo cậu dương vậy thì tôi cảm ơn anh nhé này lâm như Cô đừng khách sáo với tôi. Có điều tôi muốn nói với cô. Cậu Dương tuy ăn nói có thô lỗ, nhưng lại rất thân thiện. Thật đúng đắn khi tôi chọn đi theo cậu ấy. Tôi cũng đã nhận được 3 tỷ rồi. Nào 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 mang đây. Xem đi. Vương thiếu anh lợi hại quá. Lâm Như cô đừng từ chối đấy nhé. Miễn là có tiền. Làm cho tôi cũng làm. Cơ hội đến thì phải biết chớp thật nhanh. Tôi sẽ giúp cô nói với cậu Dương đảm bảo cô sẽ được hoạt động trở lại vương thiếu vẫn là cậu tốt với lâm gia chúng tôi chúng tôi rất biết ơn cậu lâm như con còn chờ gì nữa mau lên sửa soạn rồi cùng vương thiếu đến tham dự bữa tiệc này đi đúng đấy chị mau đi nhanh đi tương lai của con và lâm gia đều phụ thuộc vào lần tham dự này cả đấy vậy anh chờ tôi một chút tôi lên sửa soạn tôi sẽ xuống ngay được được long tôn với trách nhiệm là một thuộc hạ của ngài tôi nhất định sẽ điều ra ra tên tuổi của người giả mạo ngài tôi sẽ điều động người ở dưới ngay lập tức bắt tên mạo danh đó sau khi phát hiện ra không cần làm quá lên đâu à đúng rồi ngươi đi tìm lăng quốc vĩ thống đốc của tiêu thiên bảo hắn là ngoài kia có người đang mạo danh tôi để hắn đến bắt người trong buổi tiệc là được rồi được tôi sẽ đi làm ngay vào ngày tổ chức tiệc hãy dẫn người đến tập đoàn sa nhiên và luôn chuẩn bị sẵn sàng làm theo chỉ thị của tôi tập đoàn sa nhiên sao đột nhiên ngài lại quan tâm đến tập đoàn đó ta rất không thích cái tên dương nhiên này ba ngày sau ta sẽ cho hắn ta một bài học mau đi chuẩn bị đi vâng ngươi lui đi song nhiên à chuẩn bị chờ điều thú vị đi trần tiên sinh bữa tiệc này hoành tráng quá thanh huệ cuối cùng con đã trở lại rồi thật khiến ta lo lắng mẹ à có chuyện gì với mẹ vậy cha con đâu con còn biết hỏi đến cha con sao? Đi lâu như vậy, một cuộc điện thoại cũng không gọi về. Cha con hôm qua vì đi vay tiền mà bị lên cơn đau tim. Cái gì cơ? Vậy, giờ tình hình của cha con thế nào rồi? May mà được cứu kịp thời, vẫn còn giữ được mạng. Bây giờ đang nghỉ ngơi ở bệnh viện. Bác sĩ dặn dò là không được để ông ấy bị kích động nữa. Không được con phải đến viện thăm ông ấy ngay. Thanh Huệ đứng lại. Thanh Huệ cháu và bố cháu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? lão gia mới mất có 3 năm. Mà cháu và bố cháu đã để công ty rơi vào khủng hoảng. Bây giờ công ty còn sắp bị phá sản rồi. Ta không hiểu bố con cháu làm việc cái kiểu gì. Mẹ không phải con đã giải thích với mẹ rồi sao? Là dương nhiên yêu Thanh Huệ nhà chúng ta. Nhất định đòi cưới con bé bằng được. Thanh Huệ không đồng ý. Cậu ta liền lấy quyền thế ra chèn ép. Phá hoại con đường làm ăn của châu gia ta. Vì thế nên mới dẫn đến những chuyện ngày hôm nay. Cậu dương nhiên đó sở hữu tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tương lai rộng mở cậu ấy muốn cưới thanh huệ chẳng phải một điều tốt hay sao có lý do gì mà không thể đồng ý chứ ta thấy chính cháu là người không biết điều đấy hành động thì thiếu suy nghĩ như một đứa trẻ con bà nội à dương nhiên muốn cưới cháu về làm vợ lẽ anh ấy đã có một người vợ rồi kể cả là kết hôn vì lợi ích của châu gia thì cháu cũng sẽ trở thành nô lệ của vợ chồng anh ta bà nội bà nỡ lòng nhìn thấy cháu gái có một cuộc sống hôn nhân như vậy sao dương gia giàu như vậy cháu có làm vợ hai thì cũng sẽ không chịu thiệt đâu Đám trẻ bây giờ đúng là ăn không ngồi rồi khổ một chút cũng không chịu được. Bà nội à, sao bà có thể? Mẹ đang nói gì thế? Thanh Huệ là cháu gái ruột của mẹ đấy. Tôi nói gì sai hay sao? Con cháu trong nhà hy sinh vì gia đình thì có gì sai chứ? Bà nói nếu cô ấy làm như vậy thì có gì thiệt thôi. Vậy sao bà không chịu làm vợ hai của người khác đi? Tên tiểu tử này chui từ đâu ra vậy? Sao lại to gan dám nói chuyện với tôi như thế? bà anh ấy chính là người bố con mời đến để giúp châu ra chúng ta trần châu cậu chính là trần tiên sinh sao tôi đã nghe lão châu nhà tôi nhắc đến cậu vài lần ông ấy nói cậu là một người cực kỳ tài giỏi tôi còn không ngờ cậu vẫn còn trẻ như vậy phải rồi trần tiên sinh xin hỏi bây giờ cậu đang làm công việc gì vậy anh ta chỉ là một thợ xây công trường ngày ngày đi bê gạch thôi trần châu tôi còn không ngờ là anh anh cũng có mặt ở đây anh vừa mới ly hôn với tôi hôm qua mà đã nhanh chân đi tìm đối tượng để kết hôn rồi vị tiểu thư này cô là ai vậy tôi là vợ cũ của anh ấy vợ cũ vậy những gì cô vừa nói là sự thật sao đúng trần châu chỉ là một thợ xây công trường thôi một kẻ lòng dạ hẹp hòi nhưng nói gì cũng phóng đại anh ta chỉ là một kẻ ăn bám nhưng lại không biết điều tất cả những điều tôi nói đều là sự thật tôi còn tưởng cậu là người tài giỏi thế nào thì ra cậu ta lại là con người như vậy lão phu nhân tôi thấy mắt bà cũng đâu bị điếc với cả mắt bà vẫn còn nhìn rõ sao bà lại đi tin những lời cô ta nói cậu 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 đang nói chuyện với một người lớn tuổi hơn cậu đấy ăn nói hỗn xược thanh huệ cô mang loại người gì về nhà thế này chứ ăn nói không biết lễ độ gì thế này trần châu bà nội dù sao cũng là người lớn tuổi anh ăn nói lễ phép hơn với bà một tí tại sao tôi phải lịch sự tôi là người mà Chính nhà họ Châu mời tôi đến để giúp đỡ. Bà ấy nên là người lịch sự với tôi trước. Thanh Huệ cháu đã nghe thấy chưa? Tôi sống bằng này 5 tuổi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp loại người vô học như vậy. Lần đầu tôi thấy có người dám ăn nói ngông cuồng với tôi như thế. Cậu, cậu cút ra khỏi đây cho tôi. Châu ra tôi không cần cậu giúp. Mẹ à mẹ đã lớn tuổi rồi. Đừng tranh cãi với bọn trẻ làm gì. Hơn nữa, con thấy Trần Châu nói cũng có phần đúng hai người này đột nhiên đến đây nói xấu trần châu chúng ta lại còn không biết bọn họ làm sao có thể dễ dàng tin bọn họ như vậy được chứ ha 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 thôi vu khống cho cậu ta sao hãy nhìn cái vẻ ngoài của cậu ta đi toàn thân toát ra vẻ nghèo nàn thực sự là hôi hám nếu như bà không tin chúng tôi vậy thì hãy cứ để trần châu rút châu ra các người xem anh ấy làm được những gì Đến lúc đó có tin lời chúng tôi hay không cũng chưa muộn. Còn bây giờ đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Nghe chưa nghe rõ chưa? Nếu như Trần Châu là một người tài giỏi, thì làm sao người ta có thể đồn tai tiếng xấu như vậy? Với cả những điều này còn là do chính miệng vợ cũ cậu ta nói ra. Lâm Như cô chắc là tôi không có khả năng giúp Châu ra sao? Nếu không thì sao? Lâm Như đừng tốn lời với anh ta nữa. Anh ta hôm nay thậm chí có thể không bước nổi qua cánh cửa này để vào tham dự bữa tiệc. Mùi quá. Chúng ta mau đi thôi. Các vị đợi một chút. Long Tôn có lệnh, mọi người phải bỏ thẻ ngân hàng ra kiểm tra vốn. Không phải chỉ cần thư mời thôi hay sao? Sao đột nhiên lại thành kiểm tra thẻ ngân hàng? Long Tôn đã nói rồi. Ngài ấy không muốn những người có tầng lớp thấp kém xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay. Vì vậy đã thay đổi một số điều kiện nhỏ. Việc xác minh này chỉ chấp nhận với một người một thẻ. Chỉ những người đủ điều kiện mới có thể được vào trong. Đúng như mong đợi của cậu Dương. Thật là trùng hợp quá. Hôm nay chắc chắn sẽ có một người không đủ điều kiện vào tham dự bữa tiệc. Ai đó chắc đang cay cú lắm nhỉ? Phải không hả Trần Châu? Trần Châu tài khoản của anh có đủ tiền không? Nếu không đủ em sẽ chuyển tiền cho anh. Không cần đâu trong thẻ của tôi có 480 tỷ rồi rồi. Mượn tiền sao? Không cần đâu. Ha 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 ha. Các người thấy rồi chứ? Tôi đã nói rồi cậu ta, chỉ giỏi một cái là biết nói dối thôi. 48 tỷ mà cậu ta nói, chắc là tiền âm phủ nhỉ. Đúng là không biết xấu hổ. Đúng là chỉ biết ăn nói linh tinh. Tốt nhất là nên biết điều đi về đi. Thanh Tú mau lấy thẻ ra đây. Lâm Như mau lấy thẻ ra đi. Nào kiểm tra đi. Số dư tài khoản là 20 tỷ đồng. Số dư tài khoản 12 tỷ đồng. Số dư tài khoản 24 tỷ đồng. Số dư tài khoản 3 tỷ đồng. Số dư tài khoản 24 tỷ đồng. Trần Châu anh thực sự có nhiều thế sao? Đừng lo lắng cô cứ vào trước đi. Số dư tài khoản 30 tỷ đồng. Trần Châu đến lượt anh rồi đấy. Nhanh lên không hết giờ xác minh đấy. Còn không mau cho mọi người thấy số tiền 480 tỷ của anh đi. Xin lỗi xác minh không thành công. Xin lỗi anh. Xin mời anh ra ngoài. Ha 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 ha. Không phải Trần Châu anh rất giỏi diễn sao? Thế nào bây giờ lộ bộ mặt thật rồi. Hôm qua anh còn tự xưng mình là Long Tôn. Còn nói ông nam đã từng quỳ gối cầu xin gì đó. Sao bây giờ không diễn tiếp nữa đi? Lâm Như nhìn xem, đây chính là người chồng của cô trong 3 năm qua sao? Trần Châu tôi sớm đã nói với anh rồi, xã hội thượng lưu rất phức tạp, anh sẽ không thể đứng vững chỉ với cái tài diễn xuất và khoe khoang được, đặc biệt là ở một nơi như Kyoto. Ngay cả tôi còn phải dè chừng, còn anh thì toàn hành động ngu xuẩn. Người như cô Lâm chỉ có 3 tỷ trong tài khoản mà cũng vượt qua xác minh. Điều này cho thấy ngưỡng điều kiện xác minh vốn rất thấp. Còn cậu ta ngay cả việc xác minh cũng không qua nổi. Tôi thấy cậu không đủ tư cách đứng cùng chúng tôi. Ai nói tôi không đủ để vượt qua xác minh? Là do máy xác minh này lạc hậu. Mau đi đổi đời mới nhất đi. Người đâu? Mau đi đổi máy đi. Cậu còn ở đây giả vờ làm gì nữa? Tôi phát hiện ra. Cậu rất linh hoạt trong việc bào chữa cho lỗi sai của mình nhá. Thực sự cậu rất có tài năng đấy. Vương Thiếu kệ anh ta đi. Chúng ta mau vào trước đi. Được. Chúng ta còn đứng đây làm gì mau vào thôi. Này con gái chúng ta mau vào thôi. Nhưng còn anh ấy. Đừng lo cho cậu ấy nữa chúng ta mau chóng vào đi. Thưa anh máy mới đã được mang đến. Số dư tài khoản 480 tỷ đồng. Trần Châu sao anh? Còn giàu hơn cả cậu Dương vậy. Chừng nào Long Tôn mới đến vậy? Thưa cậu Dương, còn 10 phút nữa. Xếp dương ha ha ha. Xếp dương à. Chào cậu chủ nhỏ. Hôm nay tôi đến. Giới thiệu với sếp với một người. Nghệ sĩ của công ty tôi tên là Lâm Như. Anh đã từng gặp cô ấy trước đây rồi. Dương Tổng chào anh. Cô tìm tôi có chuyện gì sao? Dương Tổng tôi được biết tập đoàn Sa Nhiên có mối làm ăn với rất nhiều công ty giải trí. Những công ty này cũng nằm dưới tầm kiểm soát của anh. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi phát hành một album âm nhạc mới. Album âm nhạc sao? Cũng được. Nhưng cô cũng phải cho tôi cái gì thì tôi mới có thể xem xét giúp cô chứ. Dương tổng tôi có thể kiếm tiền. Tôi có thể kiếm thu nhập giúp tập đoàn của anh. Đây là bài hát mới tôi vừa viết. Chắc chắn là một bản hit. Cô thấy tôi là một người thiếu tiền sao? được rồi tôi đùa chút thôi muốn tôi giúp cô phát hành album mới cũng được thôi nhưng cô có biết quy tắc của tôi là gì không thưa anh quy tắc gì ạ à? tôi không nhận người tôi chỉ nhận chó tôi chỉ nhận chó dương tổng tôi là một ca sĩ tôi chỉ có thể hát nếu cô làm chó của tôi và sủa tiếng chó tôi sẽ xem xét đầu tư cho cô lên đến hàng tỷ đồng nếu mà như vậy tôi sẽ không làm tôi xin phép đi trước này lâm như tôi đã giúp cô có được một cơ hội tố như vậy làm chó thì làm chó thôi có gì đâu tôi muốn bằng năng lực của mình để đi lên chứ không phải đi làm chó cho người khác nếu như anh thích làm chó như vậy vậy thì anh cứ tiếp tục làm cho tốt đi thôi được vì cô là phụ nữ nên tôi sẽ không bắt cô làm chó uống đi uống với tôi một ly Uống đi. Được. Tôi uống. Kính mời anh. Ha ha ha. Uống rượu cũng giỏi đấy chứ. Uống thêm 3 cốc nữa đi. Dương Tổng tôi thực sự không thể uống thêm được nữa. Không uống được nữa sao? Vậy còn việc phát hành album của cô thì sao? Uống uống đi. Cô Lâm cũng có tử lượng khá tốt đấy chứ. Nào. Uống thêm một ly nữa. Xếp dương tôi sợ là. Ây da. Ở đây không đến lượt ngươi chỉ ta. Ngươi đang dạy ta phải làm thế nào ư? Ừ. Xếp Dương tôi không có ý muốn dạy anh. Tôi xin lỗi. Tôi xin phép đi trước. Tiếp tục thôi. Dương tổng. Tôi không thể uống được nữa. Vậy cô có muốn phát hành album nữa không? Muốn ạ. À? Lâm Như Tôi nói cho cô biết. Muốn cô trở nên thành công hay thất bại tôi cũng có thể làm được. Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô nghĩ một ngày nào đó cô trở nên nổi tiếng rồi. Cô trả đạp chồng cũ của mình. Rồi nói anh ta không xứng với cô. Nào. Uống nốt ly rượu này đi. Tôi sẽ khiến cô trở thành sao hạng A. Được. Tôi uống. tiếp tục đi nào. Nào uống thêm ly nữa nhé. Chủ tịch mọi người đều đang chuẩn bị vào rồi. Đứng dậy đi. Cậu Dương à khiến cậu phải đợi lâu rồi. Cũng chỉ vì cái tên lừa đảo làm mất thời gian của bọn tôi, khiến cậu phải chờ lâu rồi. Hy vọng cậu không thấy khó chịu. Này cậu Dương, về việc Dương tổng muốn mua lại tập đoàn của Châu gia, về việc này, tôi nghĩ là tôi sẽ đứng ra đại diện cho tập đoàn Ánh Nguyệt. Này lão phu nhân bà có tư cách gì để nói với tôi những chuyện này chứ? Tôi rất muốn hợp tác với bà nhưng có một điều kiện, là Châu Thành Huệ phải kết hôn với tôi. Nếu không thì Châu gia sẽ sụp đổ. Các người chỉ được chọn một trong hai. Tốt nhất là đưa ra quyết định ngay lập tức đi. Dương tổng cậu càng ngày càng hống hách rồi đấy. Tôi hống hách sao? Tôi cho các người 3 phút. Nếu như sau 3 phút mà vẫn không đưa ra được lựa chọn, tôi sẽ chọn hộ các người. Châu Thanh Huệ sẽ phải gả đến Dương gia và Châu gia cũng phải chết. Dương tổng cậu vô lý quá rồi đấy. Một bài toán muốn giải phải tính toán thời gian cho hợp lý. Dương nhiên hôm nay đích thân Long Tôn sẽ tới đây để giải quyết vấn đề. Không phải một mình anh quyết định, thì có thể giải quyết được. Hôm đó Long Tôn đã nói ngài ấy sẽ đích thân đến để bảo hộ cho châu gia. Long Tôn còn chưa đến, mà anh đã tự ý quyết định chuyện này. Ha 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 hật ngại quá. Tôi thích tự mình quyết định chuyện của mình mà không cần ai giúp. Vẫn còn một phút, tôi sẽ cho các người thấy đáp án của bài toán này là gì. Dương nhiên anh đừng mơ tưởng nữa. Anh muốn cưới tôi về làm vợ lẽ của anh sao? Không bao giờ tôi chấp nhận. Muốn làm vợ hai của tôi. Muộn rồi. Giờ cô Lâm vâng lời tôi hơn cô nhiều. Cô bây giờ chỉ còn xứng đáng làm vợ ba thôi. Anh. Hết giờ rồi. Tôi chọn phương án thứ nhất. Gả Châu Thành Huệ đến Dương gia, bà nội, bà định gả con cho anh ta thật sao? Mẹ Thanh Huệ là cháu gái của mẹ đấy. Cháu gái tôi thì sao? Ta bảo cháu bắt buộc phải kết hôn. Ta không khiến cháu phải đứng ra tranh giành đối đầu để cứu châu gia. Làm vợ lẽ thì sao chứ? Bước chân vào dương ra rồi. Cháu còn sợ gì thi thòi nữa? Bà nội. Bà đã bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cháu chưa? Vậy cháu đã bao giờ hiểu được tấm lòng của ta chưa? Tê đã có tuổi rồi. Vốn dĩ giờ này phải được hưởng thụ đi du lịch đây đó. Sống vui vẻ suốt quãng đường còn lại. Chứ không phải bây giờ lại đứng ra giải quyết khó khăn cho châu gia. Chẳng lẽ công gây dựng châu gia từ bao đời nay lại để bại dưới tay dương ra sao? Giới trẻ bây giờ. Sống quá ích kỷ. Không biết nghĩ đến lợi ích của gia đình gì cả. Hôm nay dù bà có nói gì. Cháu nhất định sẽ không đồng ý kết hôn. Việc này không đến lượt cháu quyết định. Ta sẽ ký hôn ước giúp cháu luôn. Thanh Huệ cô còn trần chờ gì nữa? Còn không mau chóng đồng ý đi. Tại sao tôi phải đồng ý? Tại sao không ai chịu lắng nghe tôi? Ăn nói hỗn sược. Không tôn trọng bề trên. Thanh Huệ, Thanh Huệ. Con có sao không? Các người đừng làm ồn ào nữa. Người đâu mau đưa cô ấy về căn phòng tôi đã chuẩn bị cho người vợ thứ ba đi. Vâng thưa cậu. Tôi xem hôm nay ai dám động đến. Châu Thanh Huệ. Trần Châu. Trần Châu sao anh có thể vào được đây? đương nhiên tôi vào đây bằng cách đường đường chính chính để tôi xem ai dám gây chuyện trần châu cậu đang làm cái gì ở đây vậy mau đi đi châu ra tôi không cần cậu xen vào lão phu nhân tôi khuyên bà đừng tự cao tự đại bà nghĩ tôi đến đây để giúp châu ra sao cậu đang lấy lòng châu ra của tôi không đúng sao nếu không phải cậu bước vào đây làm gì là vì tôi nợ cô châu một ân huệ cô châu đã giúp tôi hạ lệnh phong sát lâm như ở nam châu tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy giải quyết vấn đề khủng hoảng nhà họ châu ngoài ra hôm nay tôi có mặt ở đây còn hai việc cần phải giải quyết tên rác rưởi kia tôi đã đặc biệt giao hắn cho ngươi sao vẫn để tên rác rưởi này lọt được lên đây rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì vậy trần châu ba hôm trước cậu đã bẻ tay tôi cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao tất nhiên tôi cũng không dễ dàng quên nó bây giờ tôi muốn làm ngươi bị nặng hơn thế trả thù cho việc ngươi cướp vợ tôi trả thù cho việc cướp vợ sao? Hai người rõ ràng đã ly hôn rồi. Làm sao có thể nói tôi cướp vợ cậu chứ? Cô chưa nói gì với cậu ta về chuyện này sao? Đúng, vợ cũ cũng từng là vợ. Dù đôi tất của tôi có rách tôi cũng không muốn cho một con chó đeo. Đủ rồi Trần Châu. Anh đừng có nói những lời dơ bẩn đó. Ai là vợ anh chứ ai là đôi tất rách của anh? Tôi nói cô đấy. Chúng ta ly hôn mới được 3 ngày vậy mà cô đã ra ngoài với một thằng khác anh nói gì cơ anh nói tôi ra ngoài với người khác sao tôi nói cô là một người đàn bà lăng nhăng tại sao nhân cách cô lại tha hóa nhanh như vậy chứ cô nói rằng cô sẽ đi lên bằng chính năng lực của mình dựa vào chính mình giữ cho mình một lòng tự trọng trong sạch bây giờ cô nhìn đi cô đang bám theo một người giàu có và quyền lực cô tìm kiếm cơ hội bằng cách uống rượu nịnh nọt hắn ta anh tôi làm vậy có gì sai sao Tôi uống 3 ly rượu với anh Dương. Anh ấy đã hứa đầu tư cho tôi con số lên đến hàng tỷ đồng. Chúng ta kết hôn 3 năm, anh cho tôi cái gì chứ? Ngoại trừ khi kết hôn, anh mua cho tôi chiếc nhẫn đính kim cương này. Ngoại trừ cái này, anh còn cho tôi được cái gì khác không? Được hay lắm. Lâm Như cô có biết tại sao tài khoản của tôi có đến 480 tỷ không? Ban đầu tôi có 500 tỷ. Tôi đã dùng 20 tỷ để hỗ trợ cô. Thực ra số tiền đó cũng không là gì so với hắn ta hứa cho cô. Nhưng có vẻ như cô không hề biết đến sự tồn tại của số tiền đó. Nó không là gì với tôi cả tôi cũng có thể vứt nó cho chó gặm. Được. Từ giờ trở đi. Tôi và cô nước sông không phạm nước giếng, đủ rồi. Đây là phòng tiệc dành cho giới thượng lưu. Cũng là bữa tiệc chào đón Long Tôn trở lại đây không phải là nơi hai vợ chồng các ngươi cãi nhau. Dương Tổng tôi đã quyết định rồi. Không cần đến nó đồng ý. Tôi sẽ gả Châu Thanh Huệ cho Dương ra. Hai gia đình chúng ta sẽ định ngày để kết hôn. Gia đình chúng ta sẽ kết thông gia cùng nhau làm ăn. Dương Tổng à bây giờ hãy đuổi cậu ta ra khỏi đây càng sớm càng tốt đi. Tôi sắp phát điên khi nhìn thấy cậu ta rồi. Trần Châu Cậu nhìn xem. Lão phu nhân nhà họ Châu cũng phản đối cậu. Vợ cũ của cậu cũng coi thường cậu. Ngay cả Châu Thanh Huệ cũng sắp trở thành vợ của tôi. Còn cậu bây giờ thì sao? Một kẻ trắng tay. Một kẻ thất bại. Thậm chí còn chẳng ai đứng về phía cậu. Sao cậu vẫn giữ cái bộ mặt lầm lì như này cho ai xem chứ? Hôm trước tay trái của ngươi vẫn còn chịu được đau nhỉ? Có muốn tay phải của ngươi nặng hơn thế không? Trần Châu Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tay ra. Này này này. Xếp dương, cậu đang làm cái gì vậy mau bỏ ra người đâu mau đến xử lý cậu ta đi tôi xem ai dám bước đến đây đứng đó đừng lại đây mau lùi lại đi trần châu cậu chán sống rồi sao còn không bỏ tay ra thanh huệ con mau khuyên cậu ấy đi cậu ấy sẽ gặp rắc rối lớn đó trần châu anh đã hứa với em rồi mà đừng hành động bồng bột nữa buông tay ra trước đi chúng ta nói chuyện đàng hoàng là được rồi thôi được rồi ôi cái tay tôi mấy người còn đứng đó làm gì thôi mau lùi lại đi đừng lại đây xét dương vậy có muốn chúng tôi cứu anh không 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 từ từ hãng hành động đừng bẻ nữa tôi không chịu được nữa rồi đừng đừng một con kiến nhỏ mà cũng dám hết trước mặt tôi sao ngươi đợi đấy long tôn sắp đến rồi đấy số ngươi sắp tận rồi long tôn bắc tấn đến Là ai đang gọi tôi? Tham Kiến Long Tôn. Tham Kiến Long Tôn. Còn cậu là ai? Nhìn thấy tôi tại sao không cúi chào? Ngươi chính là Long Tôn sao? Đương nhiên. Ngươi đã mắc phải một tội lớn tày trời về hành vi mạo danh người khác. Tiểu tử à, tôi đã sống nhiều năm như vậy. Còn chưa ai dám buộc tội tôi như vậy. Lẽ nào cậu nghi ngờ về danh tính của tôi sao? Đâu có tôi chỉ muốn xác nhận lại cho đúng thôi. Bây giờ có rất nhiều kẻ lừa đảo. Tôi muốn chắc chắn không bị lừa thôi. To gan dám nghi ngờ danh tính của Long Tôn. Hãy cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Đợi đã. Tôi thấy cậu ta nói có lý. Tôi cũng nên minh chứng cho mọi người tin. Nếu không cậu sẽ được đà vu khống cho tôi. Tiểu tử. Nghe cho kỹ trước khi giải ngũ số hiệu của tôi là 952-754-088. Nghe rõ chưa hả? Nghe rõ rồi. Nếu đã nghe rõ rồi sao còn chưa quỳ xuống? Thật ngại quá. Dạo này đầu gối tôi không được tốt lắm. Tôi không thể quỳ được. Ý cậu là gì? Long tôn hắn ta rất hỗ sược. Khi nãy ngài còn chưa tới đây. Hắn còn suýt nữa bẻ gãy tay tôi. Hắn ta còn dám bất lịch sự với ngài. Ngài còn đang trần chờ gì nữa? Không mau chóng cho người xử anh ta đi. Long tôn đại nhân. Đừng tin lời anh ta nói. Tất cả những gì anh ta nói đều là do anh ta tự bịa đặt. Châu Thanh Huệ cô cho rằng Long Tôn là ai chứ? Là một kẻ ngu ngốc hay sao? Long Tôn đại nhân là anh em tốt của tôi. Hôm nay đến đây là để giúp đỡ tôi. Cô nghĩ rằng ngài ấy đến là vì cô hay sao? Long Tôn đại nhân anh minh, vốn không thể cùng một loại với kẻ cặn bã như anh được. Nếu như ngày ấy thực sự là một người như vậy, chẳng phải là tự hủy hoại danh tiếng của mình hay sao? Cô Châu nói rất có lý. Tôi không phải loại người không biết phân biệt đúng sai. Vốn dĩ tranh chấp giữa hai nhà các ngươi không liên quan gì đến ta. Nhưng mà, hôm nay bữa tiệc chiêu đãi này là do Dương Nhiên chuẩn bị cho ta. Vậy nên hãy tạm thời bỏ qua vấn đề này và nhập tiệc thôi. Mười ngày mười ngày. Dương Nhiên ngươi muốn cái gì nào? Nói thử cho tôi nghe. Tên kia suýt chút nữa đã bẻ gãy cả hai tay tôi. Tôi muốn anh ta đền bằng cả mạng sống cho tôi. Đừng có sơ hở là đòi mạng. Mạng sống con người chứ đâu phải chó mèo. Cậu sống có lương tâm chút đi. Long Tôn ngài còn ý kiến gì không? Tôi là người như vậy sao? Không phải tôi vừa nói với cậu rồi sao? Bẻ gãy hai tay thì cái giá của mạng sống là quá đắt. Hay lắm Trần Châu. Sao ngươi dám bẻ tay của cậu ta chứ? Ngươi có muốn ta xử lý ngươi không? Long tôn đại nhân. Nếu cho anh tiền thì anh có thể bắt người khác trả giá bằng mạng sống sao? Vậy tôi đưa na 3 tỷ. Tôi muốn mạng sống của cậu ta. Chúng ta sẽ là đối tác làm ăn. Trần Châu anh nghĩ tôi là ai? Dương nhiên là anh em thân thiết của tôi dù cho cậu ấy có làm gì sai thì anh có thể dạy dỗ nhẹ nhàng sao long tôn lại có đạo đức giả tạo đến vậy tôi cũng không biết trong ngày ấy còn tệ hơn cả trần châu nữa mẹ à làm sao gia đình chúng ta đủ tiền để có thể nhờ vả long tôn chứ ta cũng không biết phải làm sao bây giờ chúng ta phải có tiền thì mới đòi được công lý còn trần châu kia đưa tiền cho long tôn vào mục đích vô bổ quá long tôn đại nhân tôi thêm 30 tỷ mời ngài cử người đến đánh gãy hai chân chó của hắn. Được được, một giao dịch tốt. Từ lâu tôi đã nhìn thấy cậu Dương có nhiều hành vi sai trái. Suy nghĩ mưu mô. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo. Để dạy cho cậu ấy một bài học. Long tôn đại hân. Sao ngài lại hành xử một cách hài hước như vậy? Đã bao giờ tôi đối đãi với ngài tệ bạc chưa? Tôi đã cho ngài biết bao nhiêu của cải rồi. Sao ngài lại lật mặt nhanh đến vậy chứ? Hôm nay tôi đến đây để giảng hòa xung đột giữa hai nhà. Nếu đã đến giảng hòa, thì mọi chuyện phải được xử lý ông bằng và chính đáng. Xin hỏi cậu tôi có làm không đúng chỗ nào sao? Nói hay lắm. Đúng như danh tiếng lừng lẫy dẫn đầu 800 vạn quân Bắc Kinh. Giết vô số địch. Trên đời này chỉ có Long Tôn Địa Nhân. Muốn so sánh tiền bạc với tôi sao? Tiểu tử, ngươi chưa đủ tầm đâu. Dương nhiên ngươi nên lo cho mình trước thì hơn. Nếu như Long Tôn Đại Nhân muốn xử theo cấp độ tiền. Được thôi, nếu 30 tỷ của cô Châu là chưa đủ. Tôi có hơn 400 tỷ ở đây. Đủ chưa? Ngươi nói có hơn 400 tỷ chắc gì đã có đúng 400 tủ. Chỉ dựa vào cái miệng ngươi nói thì chưa biết thật hay giả. Nhưng tôi có cái này. Nếu tôi lấy một nửa cổ phần tập đoàn San Nhiên giao cho Long Tôn, thì ai sẽ hơn ai? Một nửa cổ phần tập đoàn San Nhiên. Nó có giá trị bao nhiêu vậy? Tôi đoán nó rơi vào hàng trăm tỷ đồng. Tôi rồi. Dương nhiên cậu ta chịu chi ra rất nhiều tiền. Long tôn đại nhân. Cổ phần của tập đoàn San Nhiên. Mặc dù giá trị hiện tại của một nửa cổ phần không bằng 400 tỷ. Nhưng vấn đề là nó sinh lợi nhuận lâu dài. Nếu như ngài đồng ý. Ngài sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn San Nhiên. Cổ tức hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Con cháu đời đời đều sẽ được hưởng. Ha <hà> ha ha ha, được được được. Dương tổng quả là hào phóng, không chỉ lo cho ta mà còn lo cho cả con cháu của ta sau này. Ha ha ha. Một người hào phóng như Dương tổng, ai dám mạo phạm cậu ấy? Tôi sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. Để tôi xem anh sẽ khiến tôi trả giá bằng cách nào, được thôi, tôi sẽ ngồi đây đợi. Xem anh có thể làm gì được tôi. Trần Châu, mau gọi mấy người đến, tiêu diệt tên rác rưởi này cho tôi. Long Tôn à, là một người danh tiếng như vậy. Mà chỉ chăm chăm đến tiền thôi sao? Tôi chưa từng nghe nói Long Tôn có phong cách làm việc như vậy. Tôi cảnh cáo anh nếu giả vờ mạo danh Long Tôn, tức là mạo phạm tới Long Tôn. Mạo danh ngài ấy là trọng tội đấy. Trọng tội cái gì chứ? Tốt hơn hết là ngươi nên im mồm cho ta. Được thôi, Thanh Phong mau giải quyết đi, đợi đã. Long Tôn đại nhân tôi đã đưa cho ngài một nửa cổ phần của tập đoàn. Sao ngài còn phải ngồi đó nghe hắn nói nhảm nữa? Hay ngài là người mạo danh thật? Không giải quyết hắn đi. Hơn nữa hôm qua tôi mới gặp Thanh Phong đại nhân. Sao hôm nay lại là cô ta? Ngài đang nói dối tôi sao? Dương nhiên cậu gặp Thanh Phong bao giờ chứ? Mới ngày hôm qua, trong buổi ký kết hợp đồng, Thanh Phong Đại Nhân đã nói rằng Long Tôn Đại Nhân sẽ trở lại. Đúng vậy Thanh Phong Đại Nhân đã đến thông báo cho chúng tôi biết tại sao bây giờ vệ sĩ thân cận của ngài lại là một thanh phong khác rốt cuộc anh là ai chuyện gì đang xảy ra vậy vương thiếu cũng đâu có biết thanh phong đại nhân gì chứ chắc chắn là có người đã giả mạo cô ấy dám mạo danh người của tôi à thanh phong mau điều tra người đó rồi đưa đến đây gặp tôi không cần đâu thanh phong đã được tôi đưa đến rồi tại sao không cho người điều tra tôi thử đi kể cả khi muốn giết tôi thì cũng phải biết rõ tôi là ai chứ. Giết ngươi thì cần gì phải điều tra. Hơn nữa tôi cũng biết chừng mực của mình. Cô biết chừng mực hay cô đang sợ chết. Cho ngươi 10 giây. Nếu không tự nói ra, thì tôi không thiếu cách để trừng phạt ngươi đâu. Trần Châu cậu là cái thá gì chứ? Bây giờ ngươi còn 7 giây. Đừng hòng hù dọa được tôi. Còn 3 giây. Hỗ sược. Được rồi hết giờ. Lăng quốc vĩ thống đốc của Tiêu Thiên. Là ai ai đang mạo danh Long Tôn? Lão lăng sao ngài lại đến đây? Tôi nhận được thông báo, có người đang mạo danh Long Tôn ở bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi hôm nay đến đây để xử lý kẻ mạo danh đó. Lẽ nào là cậu đang mạo danh sao? Là cậu mạo danh Long Tôn đúng không? Long Tôn là một là một nhân vật vĩ đại. Tôi không thể nào mạo danh ông ấy được. Thế bộ áo giáp mà ngươi đang mặc là ý gì? đó là bộ giáp quý giá của long tôn năm xưa khi ngài ấy thắng địch trở về từ bắc hải từng hạt bụi dính trên áo giáp đều là vinh quang ngài ấy mang về đó là chiếc áo đại diện cho những chiến công của ngài ấy bây giờ ngươi còn dám giả mạo ngài ấy ngươi có biết ngươi sẽ nhận hậu quả gì không hậu quả gì chứ hậu quả là diệt cửu tộc người đâu đưa hắn đi từ từ đợi chút lăng đại nhân ngài có chút hiểu lầm rồi làm sao tôi có thể giả mạo long tôn được chứ ở đây có ai dám đứng ra chứng minh là tôi giả mạo long tôn đại nhân hay không ông muốn bắt người thì cũng cần có bằng chứng chứ ai nói không có bằng chứng chứ hôm nay tôi đến đây là để hòa giải cho hai nhà đương nhiên là long tôn tôi sẽ giải quyết công bằng và chính đáng nhưng trên đời này muốn có công bằng thì cách nhanh nhất là mua bằng tiền máy ghi âm trần châu anh đã ghi âm lại sao đúng đây là máy ghi âm ngươi nói cần bằng chứng hay sao Bằng chứng ở đây. Ngươi luôn đối đầu với ta từ lúc ta bước vào đây. Ta sẽ giết ngươi. Người, người đau mau đến đưa anh ta đi cho tôi. Đi đi. Người kia đúng là giả. Vậy Thanh Phong đại nhân bảo Long Tôn đến. Thì ngài ấy đâu rồi? Lẽ nào là Trần Châu sao? Là anh ấy sao? Long Tôn đại nhân vừa rời đi, vậy thì ai là người sẽ đứng ra giúp đỡ gia đình tôi? Mẹ à, hắn ta là kẻ giả mạo thôi. Chúng ta đều bị anh ta lừa rồi. Còn giúp gì được cho chúng ta chứ? Phải đấy. Thế quái nào tôi lại bị hắn ta lừa lâu như vậy chứ? Bây giờ, người chống lưng cho cậu đã bị bắt đi. Cậu còn muốn nói gì nữa không? Thì sao chứ? Tôi cần người chống lưng sao? Một mình tôi cũng đủ để lật đổ các người. Trần Châu Cậu nghĩ cậu thắng được tôi chỉ nhờ vào. Lời tố cáo kẻ mạo danh giả sao? Chuyện này không dễ dàng kết thúc vậy đâu. Tất nhiên là chưa kết thúc. Vấn đề giữ Châu Gia và Dương Gia còn chưa được giải quyết mà. Cậu biết vậy thì tốt. Vốn dĩ tôi cũng muốn cho Châu Gia một cơ hội. Chỉ cần Thanh Huệ chịu gả cho tôi. Tôi sẽ tha mạng cho họ. Nhưng bây giờ tôi đang rất tức giận. Mau gọi điện cho tôi. Thông báo chặn mọi nguồn vốn của Châu Gia. Và để Châu Gia phải diệt môn. Dương tổng tôi đồng ý gả Thanh Huệ cho cậu rồi. Sao bây giờ sao cậu vẫn làm vậy với gia đình tôi? Tôi đã nói rồi. Bây giờ tôi cũng đang rất tức giận. Nhưng cậu cũng không thể thất hứa được chứ? Đúng thế là cậu thất hứa. Tôi còn cần phải nhận được sự chấp thuận của các người sao? Trần Châu anh có cách đúng không? Có thể giúp em được không? Anh chỉ cần nói ra. Em sẽ bằng mọi giá thực hiện để Dương Nhiên không thể cứu vãn tình hình nữa. Anh hãy giúp gia đình em đi chỉ cần anh nói ra thôi. Muốn cứu Châu gia cũng được thôi nhưng anh không muốn lão phu nhân nhúng tay vào chuyện này còn em phải làm việc một cách nghiêm túc tiểu từ cậu cấm tôi nhúng tay vào sao tôi nói bà đấy một bà già vô lương tâm cô ấy là cháu gái ruột của bà mà bà lại gả cô ấy cho một tên không ra gì được rồi trần châu bà ấy dù sao cũng là bà nội của em là máu mủ ruột thịt của em dù hôm nay bà có đối xử với em như thế nào em cũng không muốn bà bị bỏ lại vì bà vẫn là người của châu gia nhưng mọi việc vẫn nghe theo sự sắp xếp của anh châu thanh huệ cháu đang nói cái gì vậy cháu đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa không chỉ mỗi bà nội làm nên châu gia mà còn có cả bố em và công sức của em em không thể bỏ mặc họ được cũng không muốn châu gia bị hủy hoại trần châu xin anh hãy giúp em một lần được thôi được sao cậu nghĩ cậu có thể làm được gì cậu thì có cái gì để giúp được cô ta chứ cậu nghĩ cậu bước được vào đây dùng bữa với giới thượng lưu như chúng tôi thì cậu đã quên mất thân phận của mình rồi hay sao nào lại đây chó ngoan của ta nào nào để tôi bảo bối của ta dương tổng anh muốn sai tôi việc gì tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi giải quyết hắn đi ta nói cho anh biết trần châu ngươi chỉ là một tên rác rưởi một tên thợ xây kiếm được ba nghìn tệ mỗi tháng anh chỉ xứng đáng ngồi ăn ngoài vỉa hè thôi Ha ha ha. Cười đủ chưa? Vẫn chưa cười đủ đâu. Tên khốn nạn. Cút ra khỏi đây mau. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Chết tiệt tên khốn này. Sao ngươi dám đánh chó của tôi? Dám đánh chó của tôi, tôi cho ngươi biết cái giá phải trả cho hành động này. Hôm nay tôi không giết được ngươi thì tôi không phải là Dương Nhiên được rồi tôi cho người 3 phút bằng mọi cách gọi hết tất cả lực lượng của ngươi đến đây một mình tôi sẽ đấu với bọn họ đồng ý hay không trần châu tôi không hiểu nổi cậu rốt cuộc cậu có gì mà lại tự tin đến vậy lâm như đến đây cô xem xem chồng cũ của cô có vấn đề gì về não hay không cậu dương nói đúng giấy anh ta đúng là có vấn đề về não Loại bệnh này không nhất thiết là do tuổi già. Trần Châu cậu đã nghe thấy chưa? Những lời đó đều là do vợ cũ của cậu nói ra. Phải rồi. Một tên vừa ngốc vừa điên rồ. Tôi thấy từ nào cũng thích hợp để miêu tả cậu. Lâm như tôi thấy cô đứng sai chỗ rồi. Vậy tôi nên đứng ở đâu? Tôi chọn đứng bên canh Dương Tổng. Tôi chọn đứng về phía anh ấy. Vừa rồi không phải cậu nói cậu có cách. Giúp Châu ra sao? Tôi đợi xem cậu làm được gì. Nhưng tôi sẽ không để cậu thành công đâu. Tôi sẽ giết hết các người. Để xem các người làm gì được tôi. Cái tên Trần Châu này làm mọi chuyện của Châu gia ngày càng phức tạp lên. Châu gia của chúng ta sắp bị hủy hoại bởi cậu ta rồi. Thanh Huệ con nhìn đi. Thời gian tôi cho cậu. Cậu không biết tận dụng. Được rồi đừng trách tôi. Alo tôi cho cậu 3 phút. Hãy khiến tập đoàn San Nhiên nổ tung cho tôi. Dương Tổng à, chưa đầy 3 phút nữa, cậu sẽ nếm mùi sớm thôi. Trần Châu Anh có thể khiến tập đoàn sang nhiên nổ tung thật sao? Có phải là hơi khó tin không? Anh đã cảnh cáo hắn rồi cơ mà. Nhưng hắn đâu chịu nghe. Vậy thì anh sẽ cho hắn ta gánh hậu quả nặng nề nhất. Cậu có biết cậu vừa nói gì không hả? Muốn tập đoàn của tôi nổ tung sao? Cậu có biết cậu đang nói chuyện hoang đường gì không? Tập đoàn của tôi có nguồn gốc từ phái Nam Trung Quốc. Rất nhiều các tập đoàn nhỏ giải rác ở đất nước này tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la so với chút sức lực nhỏ nhoi của cậu cậu tính khiến nó nổ tung kiểu gì chứ được tôi cũng muốn xem xem một kẻ quê mùa như cậu có thể làm được gì người đâu mau đóng hết cửa lại đừng để bất kỳ ai có mặt ở đây bước chân ra khỏi đây nửa bước lâm như ả à, mau lại đây uống với tôi vài ly. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không ai có thể đánh bại tôi. Lần trước tập đoàn Thượng Giang đã có ý đồ lật đổ tôi. Nhưng cuối cùng cũng phải quỳ xuống cầu xin tôi tha cho. Còn một lần nữa, chính là hôm nay, một tên quê mùa tên Trần Châu muốn bảo vệ Châu Gia mà đe dọa tôi. Ha 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 ha, tôi muốn xem xem kết cục thê thảm của cậu thế nào. Bây giờ ngươi cứ tận hưởng đi. Được rồi, hết giờ rồi đấy. Tên này đúng là bị điên rồi. Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không xong rồi Dương tổng, tòa công ty đã bị nổ tung rồi. Gì cơ? Đó là sự thật tòa nhà đã bị nổ tung rồi. Toàn bộ dữ liệu của công ty chúng ta đã bị thiêu rụi rồi. Thiệt hại chẳng phải rất nặng hay sao? Thiệt hại gì chứ? Cả tòa nhà đã bị nổ tung cả rồi. Công ty của chúng ta đã bị phá sản rồi. Phá sản rồi sao? Trần Châu, chuyện này là do anh làm sao? Trần Châu, lẽ nào cậu thực sự có thể làm nổ tung công ty của cậu Dương sao? Vừa rồi không phải tôi đã nói rất rõ hay sao? Chỉ trong vòng 3 phút, tôi sẽ khiến cả tập đoàn nổ tung. Tập đoàn san nhiên sẽ biến mất. Ngươi ngươi! rõ ràng là cậu nói vụ nổ vật lý nên tôi mới không tin. Tôi nói chính là vụ nổ vật lý còn gì. Chỉ là cậu đang hiểu sai vấn đề thôi. Trụ sở chính của tập đoàn Sa Nhiên ở cách đây rất xa. Trần Châu, làm sao anh có thể bằng một cuộc điện thoại mà có thể làm được chuyện đó? Tôi vừa gọi cho Thanh Phong. Cô không nghe thấy sao? Thanh Phong. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Mau vào đây đi. Anh Phong tướng cấp 7 của Bắc Tấn Long Quân. Tham Kiến Long Tôn. Huyền Long tướng cấp 8 của Bắc Tấn Long Quân. Tham Kiến Long Tôn. Chi Hổ tướng cấp 9 của Bắc Tấn Long Quân. Tham Kiến Long Tôn. Tham Kiến Long Tôn. Đứng dậy đi. Trần Châu. Anh thực sự là Long Tôn. Hóa ra những gì trước đây anh nói với tôi đều là thật sao? Anh luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ tôi. Đúng. Tôi là Trần Châu. Sau khi tôi giải ngũ, đã dung ngoạn tứ phương sau đó gặp được cô âm thầm giúp cô chưa bao giờ đòi hỏi cô điều gì tôi là người đã khiến cô trở nên nổi tiếng chính tôi là người từng bước đứng sau nâng đỡ cô lên miễn là thứ cô muốn tôi đều cho cô hết bây giờ cô đã tin những điều đó chưa cô có hối hận vì đã đối xử tệ bạc với tôi như thế không